Ta có nhất kiếm chương 1534, cùng nhau triệu hoán. Lần này, hắn quyết định đi ra, không đơn thuần là thí luyện, mà là muốn kết thúc cùng với bốn đại gia tộc này. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, ta chủ động đi ra để các ngươi giết. Mắt thấy Diệp Quang càng giết càng mạnh mẽ, ba người mặt thiên đô đều có chút ngồi không yên. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quang thật sự chính là càng giết càng mạnh mẽ, sát ý cùng với lệ khí trên người cũng là càng ngày càng nặng lúc này khí thế của một mình diệp quan vậy mà áp chế tất cả mọi người giữa sân mạc thiên đô trầm giọng nói triệu hoáng tiên tổ triệu hoáng tiên tổ nghe được mạc thiên đô tần nguyên cùng với triệu thiên kích liếc mắt nhìn nhau không nói gì đây chính là ác chủ bài của gia tộc bọn họ dùng một lần sẽ ít đi một lần mạc thiên đô gằn giọng nói triệu hoán tiên tổ. Tần Nguyên bình tĩnh nói. Mạc Huynh, mọi người cùng nhau triệu hoán. Mạc Thiên Đô cao mày. Hắn xứng cho ba nhà chúng ta cùng nhau triệu hoán tiên tổ sao? Tần Nguyên lãnh đạm nói. Như vậy Mạc Huynh ngươi triệu hoán đi. Vẻ mặt của Mạc Thiên Đô có chút khó coi. Cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn so đo chuyện này. Tần Nguyên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Huynh không so đo, vậy ngươi triệu hoán đi. Vẻ mặt của Mạc Thiên Đô vô cùng âm trầm, gã nhìn về phía Diệp Quang xa xa, nhìn thấy Diệp Quang càng giết càng điên, gã hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói. Cùng nhau triệu hoán. Cùng nhau triệu hoán. Thanh âm rơi xuống, ba người đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó thôi động lệnh bài, rất nhanh, ba đạo thần quang ngút trời mà lên, đâm thẳng vào thương khung. Rất nhanh, bên trong ba đạo thần quang dần dần ngưng hiện ra một cái bóng mờ thần linh. Hơn nữa, còn là ba vị thần linh. Ở đằng xa ba vị thần linh, Diệp Quang ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, ở trên trời cao xa xôi kia, ba vị thần linh đang nhìn xuống hắn. Hai nam một nữ. Đều là mặt thần bào, trên người phát tán một cổ khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa, tinh hà bốn phía trực tiếp bị từng cổ từng cổ khí tức chấn cho sôi trào chập trùng, như là nước sôi. Mà đây còn không phải bản thể. Theo ba vị thần linh xuất hiện, cường giả ba đại gia tộc giữa sân đều là vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt thành kính cung kính. Đối với thần linh tiên tổ, bọn hắn là phát ra kính sợ từ trong xương cốt. Bởi vì tất cả những gì bọn hắn có bây giờ, đều bắt nguồn từ thần linh tiên tổ. Trên trời cao, ba vị thần linh vẫn đang nhìn xuống Diệp Quang, trong mắt bọn hắn chỉ có lạnh lùng, phản phất như hết thảy trong mắt bọn hắn đều như sâu kiến. Một vị thần linh bên trái đột nhiên điểm xuống một chỉ. Một chỉ này hạ xuống, một vệt thần quang giáng xuống từ trên trời, xé nát hết thảy, trong nháy mắt đi đến đỉnh đầu Diệp Quang. Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh. Kiếm ý trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Vị thần linh kia đột nhiên đè ép tay phải xuống, thần quang bộc phát ra hào quang vạn trượng. Ầm. Ừ. Kiếm ý trực tiếp bị đánh bay, nhưng lại cũng không vỡ. Thần quang đi đến trước mặt Diệp Quang. Diệp Quang mặt không đổi sắc, đâm ra một kiếm. ầm! Diệp Quang trong nháy mắt lùi lại đến vạn trượng, mà đạo thần Quang kia cũng không có biến mất, nhưng thoáng qua, Diệp Quang tay phải cầm kiếm đột nhiên vận hết toàn lực xoay tròn. Oanh. Đạo thần Quang kia trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, đám người mạc thiên đô giữa sân nhất thời mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Diệp Quang này lại có thể giao thủ cùng với thần linh. Diệp Quang ngẩng đầu nhìn về phía vị thần linh ra tay trên trời cao kia, vị thần linh này mặc một bộ thần bào rộng lớn, trước ngực thần bào vẽ một đóa hoa sen màu đen, hoa sen màu đen sinh động như thật, như vật sống. Trong đầu Diệp Quang, thanh âm của một nguyên đột nhiên vang lên. Mặc ách thần linh, một trong những đệ tử của thượng thần năm đó, cẩn thận đóa hoa sen đen trước ngực gã kia, đó là kiếp sen, do vô số ách nạn thiên kiếp luyện hóa mà thành, quy lực cực kỳ cường đại. Diệp Quang khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đi về phía mặt ách thần linh, hắn đi hết sức thông dong, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Trong mắt của hắn, không có chút kính sợ nào, cũng không có bất kỳ e ngại gì. Mặt ách nhìn chầm chầm Diệp Quang, thanh âm không chứa một chút tình cảm. Sâu kiến. Nói xong, gã lật tay đè ép, một đạo thần quan màu đen đột nhiên dâng trào mà xuống từ trong lòng bàn tay của gã. suy Thần quan hạ xuống, toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp trở nên mờ đi cho dù chỉ là phân thân, thế nhưng, lực lượng cũng không phải vùng vũ trụ tinh hà này có thể thừa nhận được. Phía dưới, Diệp Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại, vào giờ khắc này, hắn xem đạo thần quan này như là lực lượng phong ấn của thần nhất. So sánh với nhau, ai mạnh hơn? Không hề nghi ngờ, là phong ấn của thần nhất, chẳng qua khác biệt chính là phong ấn của thần nhất là dùng trấn áp làm chủ, sát ý rất ít. Mà đạo thần quan trước mắt này cũng không phải dùng trấn áp làm chủ, đó là muốn đưa hắn vào chỗ chết diệp quang không có xuất kiếm kỹ hắn hướng về phía trước bước ra một bước mở lòng bàn tay ra một thanh kiếm ý phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn ầm uhm. một kiếm này mạnh mẽ đâm vào phía trên đạo thần quang kia nhưng chỉ thoáng qua kiếm ý bắt đầu rạn nứt hơn nữa không thể ngăn cản lực lượng đạo thần quang kia thần quang vẫn hạ xuống thẳng tắp nhưng lúc này diệp quang lại xuất một kiếm một kiếm không được vậy liền thêm một kiếm. Kiếm thứ hai phóng lên tận trời, trực tiếp trảm lên phía trên đạo thần quan kia, lực lượng cường đại trong nháy mắt chém vỡ đạo thần quan kia. Thần quan vỡ nát, giống như pháo hoa bắn tung tóe ra từ bên trong thâm không, sáng lạng chói mắt. Nhìn thấy một màn này, mặt ách hiếp hai mắt lại, sát ý trong mắt như thực chất, gã không nghĩ tới, phàm nhân sâu kiến trước mắt này lại có thể liên tục hai lần phá thần quan của gã. Mặc dù gã chẳng qua là một cổ phân thân, nhưng vậy cũng không phải phàm nhân sâu kiến có thể kinh nhờn. Mạc ách đột nhiên lao xuống, đánh một quyền về phía Diệp Quang ở dưới. Mà hai vị thần linh khác cũng không động thủ. Kỳ thật, bọn hắn là không vừa lòng, giết một phàm nhân sâu kiến, vậy mà gọi ba người bọn hắn đi ra. Ba vị thần linh đối phó với một phàm nhân sâu kiến. Chuyện này theo ý nghĩ của bọn hắn, đó là phi thường mất giá. Mạc ách thần linh lao xuống, tựa như một viên như đạn pháo trong nháy mắt xông đến trước mặt Diệp Quang, sau đó đấm ra một quyền, phía trên quyền mang, vô số thần quang màu đen tuôn ra. Lực lượng áp bách mặt ách bạo phát đi ra, khiến cho Diệp Quang lập tức như là chết chìm, phản phất như muốn nghẹt thở, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quang chính là trực tiếp xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên. ầm, uhm. Diệp Quang trực tiếp bị một quyền này của mặt ách đánh lui đến ngàn trượng có hơn, bốn phía thời không sụp đổ, biến thành một màu đen kịp. Diệp Quang vừa dừng lại, mặt Ách chính là một lần nữa hóa thành một đạo thần quang màu đen vọt tới trước mặt hắn. Diệp Quang xuất kiếm một lần nữa. Ầm. Uhm. Diệp Quang một lần nữa lùi lại. Cứ như vậy, Diệp Quang bị mặt Ách đánh liên tục lùi lại. Nhìn từ bề ngoài, Diệp Quang đã hoàn toàn bị áp chế, nhưng hai vị thần linh trên trời cao lại là nhíu lông mày lại, bởi vì bọn hắn phát hiện ra, đánh đến bây giờ, kiếm ý của Diệp Quang vậy mà một lần cũng không có bị đánh nát hai vị thần linh liếc mắt nhìn nhau đều có chút chấn kinh kiếm ý của diệp quan này cô động khiến cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn kiếm ý sở dĩ có thể cô động khó mà phá hủy như thế đó là bởi vì ý chí của người tu kiếm đủ mạnh kiếm đạo tín niệm đầy đủ kiên định bởi vậy mới có thể không thể phá vỡ mà loại kiếm ý này cho dù ở thời đại kia của bọn hắn cũng đều là vô cùng hiếm thấy thế nhưng hiện tại một vị kiếm tu tuổi trẻ như thế vậy mà liền có được loại kiếm ý này chuyện này thật sự khiến cho bọn hắn có chút chấn kinh vị nữ thần linh kia đột nhiên mở miệng người này không đơn giản nam thần linh khẽ gật đầu gã nhìn xuống hậu nhân của mình ở phía dưới sau đó nói hậu nhân của ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng lá bài tẩy ta lưu lại cho bọn hắn nhưng bọn hắn lại dùng không chỉ dùng hơn nữa còn là ba nhà cùng nhau dùng Nữ thần linh bình tĩnh nói, "Muốn biết nguyên nhân còn không đơn giản." Nói xong, nàng nhìn một vị tộc nhân của mình ở phía dưới, ngưng tụ ánh mắt qua trong dây lát, vô số tin tức trống rỗng xuất hiện ở trong đầu nàng. Sau mấy hơi thở, vẻ mặt của nữ thần linh cùng với nam thần linh kia đều biến đổi, hai người nhìn nhau, đồng thời thốt ra, "Truyền thừa của lão sư." Vào giờ phút này hai người đều là vô cùng chấn động, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên kiếm tu này vậy mà thu được truyền thừa của thần nhất lão sư. Phải biết, bọn hắn năm đó vì tranh đoạt truyền thừa của thần nhất lão sư, thế nhưng là đánh đầu rơi máu chảy. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó thần điện bị đánh chia năm xẻ bảy, nhưng cuối cùng, người nào cũng không có đạt được truyền thừa này. Mà bọn hắn không nghĩ tới, hiện nay, thiếu niên kiếm tu này vậy mà thu được truyền thừa của thần nhất lão sư. Nữ thần linh gắt gao nhìn chầm chầm dịp quan xa xa. Tất cả mọi thứ của lão sư hẳn là đều nằm ở trong tay hắn. Nghe vậy, ánh mắt của Nam thần Linh đột nhiên trở nên có chút nóng rực. Tất cả mọi thứ của thần nhất lão sư. Gã động tâm. Nữ thần Linh đột nhiên cười khẽ. Không nghĩ tới còn có thu hoạch lớn như vậy. Nam thần Linh gật đầu. Xác thực. Vào giờ khắc này, những điều không vui trước đây của hai người đã được xóa sạch, truyền thừa của thần nhất lão sư, đây thật sự là một bất ngờ lớn. Ở nơi xa, Diệp Quang bị áp chế hoàn toàn, thế nhưng, cũng rất ương ngạnh, mà nắm đấm của mặt ách thần linh vẫn như cũ không thể đánh vỡ kiếm ý của hắn. Tương phản, kiếm ý của Diệp Quang ở dưới thế công của gã, lại còn trở nên càng ngày càng mạnh, không chỉ kiếm ý càng ngày càng mạnh, chiến lực của Diệp Quang cũng là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần linh kia đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn đang lợi dụng lực lượng của mặt ách thối luyện kiếm ý của mình. Nam tử thần linh nhìn chầm chầm Diệp Quang xa xa. Ra tay không? Nữ tử thần linh lắc đầu. Mặt ách người này tâm cao khí ngạo, hai người chúng ta nếu như hiện tại ra tay, nhất định sẽ chọc gã không vui. Chiến lực của thiếu niên kiếm tu kia mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng mong muốn thắng mặt ách, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nam tử thần linh khẽ gật đầu, tiếp tục quan chiến. Quanh! Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức ốc ngay sau đó diệp quang một lần nữa bị chấn liên tục lùi lại mà hắn vừa dừng lại một cái mặt ách thần linh chính là lớn người mà lên hung hăng đập một quyền về phía hắn sau khi dừng lại diệp quang chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn nắm thật chặt kiếm ý trong tay vào lúc mặt ách đi đến trước mặt hắn hắn đột nhiên đâm ra một kiếm thời không chồng chất một kiếm ra ngàn vạn thanh kiếm ý đột nhiên bay ra từ trước mặt diệp quang sau đó hội tụ thành một thanh kiếm ý ầm uhm. một mảng thần quang vỡ nát diệp quang cùng với mặt ách thần linh đồng thời liên tục lùi lại nhìn thấy một màn này tất cả mọi người giữa sân khó có thể tin bọn hắn không nghĩ tới diệp quang này vậy mà một kiếm trảm lui một vị thần linh mặc dù vị thần linh này chẳng qua là một cổ phân thân nhưng đó cũng là thần linh chuyện này sao có thể mặt ách sau khi dừng lại gã nhìn thoáng qua thân thể của chính mình lúc này thân thể của gã vậy mà trở nên mờ đi rất nhiều mặt ách hiếp hai mắt lại gã ngẩng đầu nhìn về phía diệp quan xa xa trong lòng có chút chấn kinh bởi vì gã không nghĩ tới phàm nhân như sâu kiến trong mắt gã trước mắt này kiếm ý vậy mà cô động như thế cho dù là gã cũng đều không thể đánh vỡ sau khi hết khiếp sợ chính là phẫn nộ một phàm nhân sâu kiến lại cũng dám kinh nhờn thần mặt ách chậm rãi nắm chặt hai tay lại trước ngực gã đoá hoa sen màu đen đột nhiên tản mát ra từng đạo lưu quan màu đen ngay sau đó một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên lan tràn từ giữa thiên địa vẻ mặt của cường giả bốn đại gia tộc phía dưới kịch biến trong nháy mắt dùng dập lùi lại rời xa giữa sân ở nơi xa diệp quang phung vẫy kiếm ý trong tay hắn nhìn về phía mặt ách thần linh xa xa trong mắt không có nửa điểm e ngại tương phản tràn đầy vẻ hưng phấn một trận chiến này So với đối kháng với lực lượng phong ấn của thần nhất còn muốn kích thích hơn nhiều. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác máu trong cơ thể mình đã bắt đầu sôi trào, chẳng qua hắn cũng không có sử dụng chút lực lượng huyết mạch nào. Nhưng vào lúc này, mặt Ách thần linh đột nhiên tan biến ở tại chỗ, qua trong giây lát, một đóa hoa sen màu đen kinh khủng chợt lóe lên từ giữa sân, vọt thẳng đến Diệp Quang. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa tinh hà vũ trụ trực tiếp bắt đầu hòa tan. Mà cơ hồ là đồng thời Diệp Quang cũng đột nhiên tan biến ở tại chỗ, mà ở trong nháy mắt hắn tan biến, một mảnh huyết mạch đột nhiên bao trùm giữa thiên địa, ba loại lực lượng huyết mạch tuôn ra, suy. ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm kia của Diệp Quang trực tiếp xé nát đóa hoa sen màu đen kinh khủng kia. Tiếp theo, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào giữa tráng mặt ách. Diệp Quang dùng kiếm đẩy mặt ách tới gần vạn trượng mới dừng lại, giữa thiên địa giống như chết lặng mặt ách mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp Quang. Ngươi! Diệp Quang gọt ra một kiếm. suy Mặt ách thần linh trực tiếp bị xóa đi. Diệp Quang quay người nhìn về phía nam nữ thần linh trên trời cao. Người kế tiếp. Hắn dừng một chút, lại nói. Cùng tiến lên cũng được. Nói xong, mọi người. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Cùng tiến lên. Cùng vọng nếu là trước đó tất cả mọi người khẳng định đều sẽ cho rằng diệp quang là cuồng vọng là không biết trời cao đất rộng là kẻ vô tri không biết sợ nhưng vào giờ phút này mạc ách thế nhưng là vừa mới bị chém giết vào lúc diệp quang chém giết mạc ách đầu óc của người bốn đại gia tộc đã trống rỗng chuyện này theo bọn hắn nghĩ là chuyện hoàn toàn không thể nào nhưng mà sự tình lại đang phát sinh ở trước mặt bọn hắn trảm giết thần linh mặc dù chỉ là một cổ phân thân nhưng đó cũng là thần linh vào giờ phút này tín ngưỡng của cường giả bốn đại gia tộc đang dần dần sụp đổ trên trời cao hai vị thần linh nhìn xuống diệp quang không thể không nói vào giờ phút này bọn hắn cũng rất là khiếp sợ bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp quang này lại còn có ba loại lực lượng huyết mạch dĩ nhiên mặc ách nếu như không khinh địch ngay từ đầu liền dùng thần thông cảm ứng là có thể cảm ứng được huyết mạch đặc thù của diệp quang Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Quang biết cách ẩn tàng, ẩn tàng đến thời khắc mấu chốt mới xử ra. Nữ tử thần linh đột nhiên nhìn về phía nam tử bên cạnh. Ngươi tới hay là ta tới? Nam tử không nói gì, hướng về phía trước bước ra một bước, một bước này đạp xuống, dưới chân gã đột nhiên dâng lên một vòng xoáy màu đen. Ở nơi xa, trong đầu Diệp Quang, thanh âm của một nguyên vang lên một lần nữa. Triệu Vũ Diệp Quang cười khẽ tên cũng rất nhân tính hóa. Một Nguyên nói, tại thần nhất thời đại, bọn hắn vốn chỉ là người bình thường, sau này bởi vì đi theo thượng thần học được bản lĩnh, sau đó dần dần ném đi nhân tính, thế là, tự xưng là thần. Ai, đều là một đám người mất đi sơ tâm. Mất đi sơ tâm. Diệp quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại vẫn còn nhớ rõ một câu cô cô váy trắng từng nói với hắn, sơ tâm không thay đổi, liền có thể vô địch. Sơ tâm nghe đơn giản nhưng diệp quang cũng biết kỳ thật vô cùng khó khăn vị a nan trước đó kia hắn vẫn còn có chút tán đồng là một người khi trải qua quá nhiều có nhiều thứ khẳng định sẽ dần dần coi nhẹ nhân tính cùng với tâm đều sẽ thay đổi dù sao người là sẽ không ngừng trưởng thành bởi vậy mong muốn một mực bảo trì sơ tâm là phi thường khó khăn diệp quang đột nhiên lắc đầu cười một tiếng không suy nghĩ vấn đề này nữa tương lai có thể nghĩ nhưng không thể suy nghĩ nhiều làm tốt việc hiện tại mới là trọng yếu nhất sau khi quét sạch tạp niệm trong đầu diệp quang ngẩng đầu nhìn về phía triệu vũ thần linh nơi xa triệu vũ đột nhiên tan biến ở tại chỗ trong chớp mắt ở trước mặt hắn một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ngay sau đó một cổ lực lượng thôn vệ đáng sợ đột nhiên bao phủ mà ra ập về phía hắn diệp quang hiếp hai mắt lại mở lòng bàn tay ra vô số kiếm ý tung ra từ trong cơ thể hắn những kiếm ý này hóa thành từng đạo kiếm quan chống tự vòng xoáy màu đen kia cứng đối cứng trong lúc nhất thời hai người giằng co không thôi bởi vì vòng xoáy màu đen kia không thể thôn phệ hết kiếm ý của diệp quang chẳng qua kiếm ý của diệp quang cũng không có cách nào chém vỡ nó ngay vào lúc diệp quang định vận dụng lực lượng huyết mạch chuyện bất ngờ xảy ra một nữ tử không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng diệp quang sau đó đánh một quyền về phía cái ót của diệp quang Người xuất thủ, chính là nữ thần linh kia. Đánh lén. Mọi người ở bốn phía đều là ngây người. Diệp Quang bỏ qua người sau lưng, tiếp tục phóng thích ra vô địch kiếm ý chống cự vòng xoáy màu đen kia. Lúc này, Diệp An đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Quang, Diệp An đâm ra một thương. Quanh. Vị nữ tử thần linh kia trực tiếp bị đẩy lui. Diệp An cầm trường thương trong tay, lạnh lùng nhìn nữ tử thần linh kia, tràn đầy khinh thường không biết xấu hổ nữ tử thần linh hiếp hai mắt lại ngươi lặp lại một lần nữa diệp an lại nói không biết xấu hổ nữ tử thần linh chỉ diệp an sát ý trong mắt như thực chất ta sẽ khiến cho ngươi hiểu rõ miệng thối là phải trả giá thật lớn nói xong nàng đột nhiên xông về phía trước một quyền đánh về phía diệp an diệp an không có xuất thương mà là thu thương vào sau đó đồng dạng tung một quyền về phía một quyền của nữ tử thần linh. Sau đấu võ đạo. Giữa sân, hai người đối quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng mà, Diệp An lại không hề yếu hơn nữ tử thần linh này, trực tiếp đánh ngang tay. Ở bên trong thần nhất động thiên, tăng lên không chỉ là Diệp Quang, Diệp An cũng là tăng lên to lớn. Hai người tỷ đệ, kỳ thật đều đang cạnh tranh, người nào cũng không cam chịu yếu hơn người nào, là cạnh tranh tốt, dĩ nhiên cũng không dám cạnh tranh ác tính. Vào lúc Diệp An ngăn chặn nữ tử thần linh kia, kiếm ý quanh người Diệp Quang đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Lực lượng huyết mạch. Vào lúc cùng nhau thôi động ba loại lực lượng huyết mạch, vô số kiếm ý lập tức chậm rãi xé nát vòng xoáy màu đen kia. Lúc này, Diệp Quang đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải cầm kiếm đâm một cái về phía trước. Thời không chồng chất. Một kiếm này, thế nhưng là vận dụng ba loại lực lượng huyết mạch ầm ầm vòng xoáy màu đen kia vỡ nát ầm ầm mà đúng lúc này nam tử trung niên đột nhiên đánh một quyền đến trước mặt hắn chính là triệu vũ kia ở trên nắm tay của gã là một vòng xoáy màu đen bên trong vòng xoáy tràn ngập từng cổ lực lượng kinh khủng diệp quang đột nhiên nói trong lòng thiên thiên quanh trong cơ thể diệp quang đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng sau một khắc diệp quang một lần nữa đâm ra một kiếm Xuy Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng nắm đấm của Triệu Vũ Sau đó thuận thế đâm vào trong cơ thể gã Triệu Vũ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại Ngươi Không đợi gã nói hết lời Diệp quan chính là gọt ra một kiếm Xuy Triệu Vũ trực tiếp bị xóa đi Hắn cũng sẽ không cho đối phương thời gian lãi nhãi Vạn nhất đối phương liên hệ với bản thể Khi đó Chính mình không phải sẽ nhứt cả trứng sao hắn hiện tại mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều đồng thời chém giết hai vị thần linh thế nhưng hắn biết rõ hai vị thần linh này đều không phải là bản thể chẳng qua là một cổ phân thân mà thôi dùng thực lực của hắn bây giờ hẳn là còn không thể cứng đối cứng với một vị chân chính thần linh tóm lại vẫn là cẩn thận mới thỏa đáng mặc dù cuối cùng vẫn phải đánh một trận với những thần linh chân chính kia thế nhưng có thể muộn một chút liền muộn một chút dù sao hiện tại hắn còn cần một chút thời gian phát dục sau khi dùng một kiếm chém giết vị thần linh kia, Diệp Quang đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía nữ tử thần linh kia. Nữ tử thần linh đang giao thủ cùng với Diệp An dường như cảm nhận được cái gì, mãnh liệt xoay người, nàng đưa tay chặn lại, vô số thần quang tuôn ra, nhưng lúc này, một thanh kiếm chém tới thẳng tắp. Ầm. Uhm. Nữ tử thần linh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mà ở trong nháy mắt nàng bay ra ngoài, Diệp An đột nhiên tiến lên một phát bắt được cánh tay của nàng sau đó tung đầu gối về phía phần bụng nàng ầm uhm. nữ tử thần linh trực tiếp trở nên mờ đi mà sau một khắc còn không đợi nàng phản ứng lại một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào giữa trán nàng trong chớp mắt nữ tử thần linh trực tiếp bị xóa đi nhìn thấy một màn này đầu óc của cường giả bốn đại gia tộc giữa sân trống rỗng khi bọn hắn kịp phản ứng lập tức xoay người chạy bọn hắn lúc này căn bản không có suy nghĩ chiến đấu nói đùa ngay cả thần linh cũng đều có thể giết, bọn hắn há lại là đối thủ. Mà Diệp Quang Diệp An cũng không có dự định buông tha những người này, hai người tỷ đệ đồng thời đuổi theo, rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồ sát Lúc này, người của bốn đại gia tộc đều đã không có dũng khí chống cự, ba vị thần linh bị chém giết ở trước mặt bọn hắn, gan của bọn hắn đã bị dọa nát, không còn lòng chống cự gì, toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn. Kỳ thật, ba người mặc thiên đô cũng không muốn trốn mà là muốn lựa chọn chiến bởi vì bọn hắn phát hiện ra một sự kiện đó chính là phân thân tiên tổ cũng không có mạnh như vậy nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là mạnh hơn tổ cảnh một chút mà thôi nói một cách khác bọn hắn nếu như hợp lại đối địch vẫn còn có cơ hội nếu như trốn giống như quân tan tác chỉ có thể bị tàn sát nhưng đáng tiếc là lúc này tộc nhân của bọn hắn đã không có bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào mặc kệ bọn hắn mệnh lệnh như thế nào những tộc nhân kia đều không nghe lệnh nữa, điên cuồng chạy trốn. Thần linh tiên tổ bị giết, tín ngưỡng của rất nhiều người tại thời khắc này đều sụp đổ. Bởi vì cho tới nay, sự tự tin của bọn hắn đều bắt nguồn từ thần linh tiên tổ, dù sao, bọn hắn cả đời đều tự xưng là hậu duệ thần linh, cái thân phận này khiến cho bọn hắn cảm giác được quang vinh vô tận. Mà vào giờ khắc này, thần linh bị phàm nhân giết chết, tín ngưỡng của bọn hắn triệt để phá diệt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thần linh hẳn là vô địch, là không thể nào bại. Giữa sân, Diệp Quang cùng với Diệp An điên cùng đuổi giết, cứ như vậy, hai người một đường truy sát đến mạc tộc, sở dĩ truy sát đến mạc tộc, là bởi vì Diệp Quang biết chủ mưu lần vây giết hắn này, chính là mạc gia này, bởi vậy, hắn quả quyết giải quyết mạc gia trước. Mạc Thiên Đô vừa trở về gia tộc chính là vội vàng sai người thúc giục đại trận phòng hộ, từng cục sáng màu vàng nhạt phóng lên tận trời từ bên trong mạc tộc, sau đó đánh về phía Diệp Quang cùng với Diệp An. Diệp Quang hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra, vô số vô địch kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang chém bay mà ra, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt thành từng khe rảnh, vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, những cột sáng màu vàng nhạt kia bị kiếm ý của Diệp Quang chém vỡ, kiếm ý như mưa sa rơi vào bên trong mặt giới, bên trong mặt giới lập tức vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Mạc Thiên Đô đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quang cách đó không xa, gã gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Quang. Diệp Quang, ngươi thật sự muốn làm tuyệt sự tình. Diệp Quang không nói nhảm câu nào, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Oanh. Mạc Thiên Đô trực tiếp bị rảm lui đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Quang lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Thiên Đô. Ngươi tốt xấu là một vị tộc trưởng, nói chuyện sao có thể ngây thơ như vậy? Vẻ mặt của Mạc Thiên Đô có chút khó coi. Ngươi mặc dù chém giết phân thân tiên tổ của Mạc gia chúng ta, thế nhưng đó chỉ là một cổ phân thân thực lực còn chưa đủ một phần trăm của bản thể tiên tổ chúng ta, ngươi nếu như làm tuyệt sự tình, ngươi. Diệp Quang lại là lắc đầu, chuẩn bị xuất kiếm một lần nữa, hắn cũng không muốn nghe đối phương nói nhảm, đến loại thời điểm này, tự nhiên là phải đuổi tận giết tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn bại, những người này sẽ còn làm tuyệt hơn so với hắn. Nhìn thấy Diệp Quang còn muốn xuất thủ, vẻ mặt của Mạc Thiên Đô kịch biến trong nháy mắt. Diệp Quang, ngươi cần phải ngẫm lại vì tộc nhân của ngươi. Diệp Quang cao mày Ngươi có ý tứ gì? Mạc Thiên Đô gắt cao nhìn chầm chầm Diệp Quang Trước đây không lâu, gia chủ trần gia Trần Du đã mang theo cường giả đi tới tuế miệt Trường Hà Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này tộc nhân của người đã rơi vào trong tay của Trần Du Ngươi nếu như đuổi tận giết tuyệt đối với chúng ta, Trần Du nhất định đồ cử tộc ngươi, khiến ngươi trở thành người cô đơn Nghe được Mạc Thiên Đô, vẻ mặt của Diệp Quang cùng với Diệp An lập tức trở nên cổ quái không thể không nói diệp quang rất bất ngờ bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà phái người đi tuế nguyệt trường hà bắt tộc nhân của mình chẳng qua nghĩ lại cũng bình thường chính mình trốn ở bên trong thần nhất động thiên không ra những người này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ép mình đi ra bắt thân nhân của mình tới ép mình không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt nghĩ đến đây diệp quang nhịn cười hỏi các ngươi bắt được chưa Mạc Thiên Đô nhìn chầm chầm Diệp Quang, nỗ lực để cho mình bảo trì trấn định. Diệp Quang, cha và mẹ ngươi hiện tại đang ở trong tay chúng ta, ngươi nếu như dám tiếp tục giết người, bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, thủ đoạn của chúng ta, ngươi là không có cách nào tưởng tượng. Diệp An nhàn nhạt liếc qua Mạc Thiên Đô, không nói gì. Diệp Quang đột nhiên giận dữ. Hèn hạ vô sĩ, các ngươi là gia tộc hậu duệ thần linh, sao có thể làm chuyện vô sĩ hèn hạ như vậy? ngươi nhìn thấy Diệp Quang bị chính mình lừa dối trong lòng Mạc Thiên Đô lập tức thở dài một hơi kỳ thật cũng không tính lừa dối bởi vì theo gã thấy lúc này Trần Du khẳng định đã đến Tuế Nguyệt Trường Hà Trần Du tự mình dẫn đội chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nói một cách khác cha mẹ Diệp Quang hiện tại khẳng định đã ở trong tay Trần Du chẳng qua gã hơi nghi hoặc một chút chính là Trần Du vì sao còn chưa mang người về không có suy nghĩ nhiều Mạc Thiên Đô khôi phục thông dong trước đó, gã nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó bình tĩnh nói. Diệp công tử, đàm phán chứ. Lúc này, gã tự nhiên có vốn liếng đàm phán. Diệp Quang gắt gao nhìn chầm chầm Mạc Thiên Đô, muốn trách cả mí mắt, phản phất như một con giả thú nổi giận. Diệp An đột nhiên đá một cước vào mông Diệp Quang. Đừng có giả vờ giả việc nữa. Diệp Quang. Ở nơi xa, Mạc Thiên Đô cao mày, hơi nghi hoặc một chút, giả vờ giả việc cái gì. Lúc này, Diệp Quang cùng với Diệp An đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ, trong nháy mắt dết tới trước mặt Mạc Thiên Đô. Mạc Thiên Đô kinh hãi. "Các ngươi!" Trong lúc vội vã, Mạc Thiên Đô bị động phòng ngự. Ầm. Uhm. Mạc Thiên Đô trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau, Mạc Thiên Đô trực tiếp bị một thanh kiếm đính ngay tại chỗ, mà vào giờ khắc này, thân thể gã đã vỡ nát, chỉ còn linh hồn mạc thiên đô khó có thể tin nhìn diệp quang thất thanh nói ngươi ngươi mặc kệ cha mẹ ngươi diệp quang bình tĩnh nói mặc kệ mạc thiên đô cả giận nói ngươi đứa con bất hiếu này diệp quang mạc thiên đô nhìn chằm chằm diệp quang diệp quang ngươi vậy mà mặc kệ sinh tử cha ruột mẹ ruột của chính mình ngươi có biết hành động này của ngươi sẽ khiến cho cha mẹ ngươi trả giá lớn cỡ nào không bọn hắn sẽ sống không bằng chết. Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ta quyết định nói cho ngươi một cái chân tướng." Mạc Thiên Đô nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quang chân thành nói: "Ở nhà chúng ta, tỷ đệ chúng ta là yếu nhất." Mạc Thiên Đô sửng sốt, mà đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên có một lão giả chạy tới, lão giả này chính là Tam trưởng lão gã phái người đi đến Trần gia thỉnh giáo. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệt, trung giọng nói. Tộc trưởng, hồn đăng của gia chủ Trần Gia Trần Du phát nổ. Bọn hắn, đoàn diệt. Đầu óc của Mạc Thiên Đô trong nháy mắt trống rỗng, Trần Du đoàn diệt rồi. Chuyện này sao có thể? Mạc Thiên Đô hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Diệp Quang nhìn thoáng qua Mạc Thiên Đô, hắn biết, mẫu thân hẳn là sắp tới thời đại trước này. Cách đó không xa, sắc mặt của Mạc Thiên Đô như tro tàn, gã biết, mọi thứ đã hết mà vào giờ khắc này gã nghĩ tới một người đó chính là mạc yêu yêu hóa ra người tỉnh táo nhất toàn bộ mạc gia là con gái của gã lúc trước nếu như nghe mạc yêu yêu ăn vương gia trước sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến như vậy hiện tại mạc gia chính là người thắng lớn nhất mạc thiên đô cười đắng chắc một tiếng gã ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời cao nói khẽ hóa ra tiên tổ thần linh cũng không phải thật sự vô địch nói xong gã hoàn toàn biến mất ở giữa sân. Lúc trước gã sở dĩ không có nghe mặt yêu yêu là bởi vì quá tự tin. Mà gã sở dĩ tự tin là bởi vì gã cho rằng tổ tiên thần linh là vô địch, có lá bài tẩy tiên tổ thần linh này, mặt gia liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, nhưng mà gã không nghĩ tới, tiên tổ thần linh này lại vô dụng như vậy. Nếu sớm biết tiên tổ thần linh vô dụng như thế, đánh chết gã cũng sẽ không lỗ mãn như thế. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Sau khi Mạc Thiên Đô chết, Diệp Quang cùng với Diệp An liền đi giải quyết cường giả Mạc gia còn lại, nhưng vào lúc này, bên phải đột nhiên có một nữ tử đi tới, nữ tử mặc một bộ váy đỏ, đẹp đẽ vô cùng. Nhìn thấy người tới, Diệp Quang hơi kinh ngạc, người tới chính là Mạc Yêu Yêu. Diệp An nhíu mày. Vợ ngươi? Diệp Quang có chút im lặng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao thấy ai cũng cho rằng là vợ ta? Diệp An liếc mắt nhìn hắn ít thông đồng một chút bằng không về sau sân sau của ngươi sẽ bốc cháy tháp nhỏ đột nhiên nói kỳ thật cơ bản đều là nữ tử thông đồng tiểu tiểu chủ nữ nhân so với nam nhân còn hiện thực hơn nam nhân lớn lên xấu trai vĩnh viễn sẽ không biết nữ nhân có bao nhiêu chủ động diệp quang diệp an liếc mắt đánh giá diệp quang xác thực nếu như vị đệ đệ này lớn lên xấu trai không nhận cũng được lúc này mạc yêu yêu ở nơi xa đột nhiên cười nói Diệp công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Quang nhìn về phía mặt yêu yêu, cười nói. Yêu yêu cô nương là người mạc gia. Mạc yêu yêu gật đầu. Đúng thế. Nói xong, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên. Diệp công tử có thể nể tình buông tha. Diệp Quang lắc đầu. Không được. Mạc yêu yêu sửng sốt. Diệp Quang miễn cười nói. Thị phi đúng sai nghĩ đến yêu yêu cô nương cũng rõ ràng, ta liền không giải thích nhiều. Mặt yêu yêu thấp giọng thở dài, có chút điềm đạm đáng yêu. Diệp công tử, liền không thể dàn xếp sao. Diệp quan không có lên tiếng, mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan vết về phía cường giả mặt tộc phía dưới. Mặt yêu yêu hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười một tiếng, nam nhân này có chút ý tứ. Diệp An đột nhiên nói. Hắn có rất nhiều vợ. Mạc Yêu Yêu nhìn về phía Diệp An, cười nói: "Có bao nhiêu?" Diệp An đang nghe truyện trên TV Audio CV nghiêm mặt nói: "Hơn 100 người." Mạc Yêu Yêu: "Rất nhanh, cường giả Mạc tộc bị Diệp Quang chém giết sạch sẽ." Hắn cũng không thích đồ sát, dù sao, hắn không phải sát nhân cuồng ma, thế nhưng, có một số kẻ đáng giết vẫn là phải giết. Nhiều khi, các cỏ vẫn là phải trừ tận gốc. Sau khi giết xong, Diệp Quang nhìn về phía mặt yêu yêu. Yêu yêu cô nương, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng với Diệp An quay người rời đi. Mặt yêu yêu nhìn mặt tộc phía dưới, sau một hồi, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp, một cái gia tộc khổng lồ lại hủy diệt trong một buổi sáng. Ai cũng không dám cam đoan ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, mặt gia hoàn toàn là tự mình chuốt lấy. Quá tin tưởng thần linh. Mạc Yêu Yêu kỳ thật cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao người gia tộc mình sẽ tín nhiệm thần linh tiên tổ như vậy, phải biết, năm đó thần nhất thượng thần đã từng nói qua, mình mới là thần của chính mình. Chuyện này cũng bình thường, rất nhiều đạo lý, người người đều biết, nhưng lại có rất ít người có thể làm được. Mạc Yêu Yêu quay người rời đi. Lần này nàng tới Mạc tộc, cũng không phải thật sự vì tới cứu Mạc tộc, nàng chẳng qua là tới cứu nữ nhân kia. Còn Mạc tộc hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không đáng tiếc hận. Sau khi tiêu diệt mạc tộc, Diệp Quang cùng với Diệp An lại liên tục tiêu diệt Trần Gia cùng với Tần Gia, mà khi đi tới Triệu Gia, hai người tỷ đệ đồng thời nhíu lông mày lại. Ký tức nguy hiểm. Diệp Quang cùng với Diệp An liếc mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Lúc này, Triệu Thiên Kích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quang cùng với Diệp An, y mỉm cười. Diệp công tử, việc này có thể thương lượng không? Diệp Quang lắc đầu, không thể. Triệu Thiên Kích cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta có thể đơn đã độc đấu một trận. Diệp Quang nhìn chằm chằm Triệu Thiên Kích, cùng với ta. Triệu Thiên Kích gật đầu, đúng thế. Diệp Quang đang muốn nói chuyện, Diệp An đột nhiên kéo tay cánh tay hắn, trầm giọng nói, có chút không tầm thường. Diệp Quang cười nói, ngươi trông trừng giúp ta. Diệp An nhìn Diệp Quang chắc chắn chứ diệp quang gật đầu sau đó hắn đi về phía triệu thiên kích hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt triệu thiên kích đã nói là vô địch cùng thế hệ đối mặt với người cùng thế hệ khiêu chiến hắn nào có thể cự tuyệt nhìn thấy diệp quang đồng ý triệu thiên kích mỉm cười mời xuất kiếm diệp quang tan biến ở tại chỗ mà cơ hồ là trong cùng một lúc triệu thiên kích hướng về phía trước bước ra một bước đột nhiên một thanh trường thương hư ảo trực tiếp vết ra từ trong cơ thể y cùng lúc đó thân thể cùng với linh hồn y vậy mà đồng thời bắt đầu cháy rừng rực vào giờ khắc này thương thế cùng với khí tức cả người triệu thiên kích đạt đến đỉnh phong nhất cuộc đời mình một chiêu định sinh tử triệu thiên kích từ lúc mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn đại chiến trăm hiệp với diệp quang mục đích của y rất đơn giản chính là muốn đánh cho diệp quang không kịp trở tay ta bắt đầu liền phóng đại chiêu một thương này ra, toàn bộ thế giới trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó dần dần hòa tan. mà lúc này kiếm của Diệp Quang đến, suy kiếm của Diệp Quang trực tiếp đâm vỡ trường thương của Triệu Thiên Tế, sau đó cũng không dừng lại, trực tiếp chui vào ngực Triệu Thiên Kích. ở trước mặt Triệu Thiên Kích, Diệp Quang toàn thân như máu, ba loại lực lượng huyết mạch mãnh liệt giống như thủy triều. Triệu Thiên Kích có chút mờ mịt, Diệp Quang nhìn Triệu Thiên Kích trước mặt ta cũng dốc hết toàn lực. Sư tử vô thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Đạo lý này, Diệp Quang hắn lại làm sao không rõ. Nghe được Diệp Quang, Triệu Thiên Kích cười khẽ. Ta thua. Diệp Quang đang muốn xuất kiếm một lần nữa, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên ập tới từ nơi xa. Diệp Quang quay đầu nhìn lại, ở bên ngoài ngàn trường, có một lão giả chạy tới, lão giả mặc một bộ áo bào đen thùng thình, mái tóc bạc trắng. Diệp Quang nhìn chầm chầm lão giả, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm giác được khí tức của lão giả này. Lão giả đi đến trước mặt Diệp Quang cùng với Diệp An cách đó không xa, lão mỉm cười, ôn hòa nói. Diệp công tử, việc này là triệu gia chúng ta không phải, triệu gia chúng ta nguyện ý cả tộc đầu hàng, Diệp công tử có thể cho một chút hy vọng sống. Diệp Quang cười nói. Nếu như ta không muốn thì sao? Lão giả cười khổ. Như vậy không có cách nào, chỉ có thể liều mạng một lần. Chẳng qua, trước đó, ta có một tin tức muốn nói cho Diệp Công Tử. Hy vọng dùng tin tức này đổi lấy sự bình an cho triệu gia. Diệp Quang nhìn chầm chầm lão giả. Ta có chút hiếu kỳ. Lão giả thấp giọng nói vài câu. Vẻ mặt của Diệp Quang cùng với Diệp An lập tức biến đổi. Diệp Quang sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ngươi chắc chắn chứ? Lão giả gật đầu. Diệp Công Tử ta không cần thiết lừa ngươi đúng không diệp quang im lặng không nói quá khứ tông sự tình mà lão giả nói với hắn chính là vị tư phàm tỉnh quá khứ tông kia liên hợp với thần điện thần điện diệp quang sau khi yên lặng một lúc lâu nhìn về phía lão giả nói một chút về thần điện lão giả khẽ gật đầu thần điện chính là chúng thần điện diệp công tử tới từ tuế nguyệt trường hà hẳn phải biết chúng thần điện này được cung phụng bên trong chúng thần điện bây giờ có 5 vị thần, phân biệt là Nguyên Thị, Phục Trần, Tĩnh Nguyệt, Hoa Hư, cùng với Ách Nghiệp. Diệp Quang hơi nghi hoặc một chút. Thần của chúng thần điện này không có quan hệ với các ngươi. Lão giả lắc đầu. Không có quan hệ. Diệp Quang lập tức không hiểu. Lão giả giải thích. Thần nhất thời đại, thần nhất thượng thần thu không ít đệ tử, bởi vậy, cái gọi là thần cũng có rất nhiều diệp quang cười nói cái gọi là thần ngươi đối với thần giống như có chút không quá tôn kính lão giả bình tĩnh nói thần nhất thượng thần đã từng nói mình là thần của chính mình diệp quang yên lặng cảnh giới của lão giả này khẳng định là siêu việt tổ cảnh lão giả tiếp tục nói diệp công tử có biết những vị thần này hiện đang ở đâu không diệp quang lắc đầu lão giả nói thần giới bọn hắn tự sáng tạo một cái thế giới một cái thế giới mà chỉ có thần có thể đặt chân theo ta được biết thần giới có một vị thần lại một lần nữa gây dựng đạo điện đồng thời còn trở thành thần chủ không có khả năng đúng lúc này một nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong sân sắc mặt của lão có chút khó coi bọn hắn không có thần ấn không có đạt được truyền thừa thượng thần làm sao có thể trở thành thần chủ đó căn bản không có khả năng lão giả đột nhiên nói đối phương có phong thần đài một nguyên sững sờ ở tại chỗ diệp quang nhìn về phía một nguyên phong thần đài một nguyên không có trả lời diệp quang mà là gắt gao nhìn chằm chằm lão giả vị thần kia là ai tên là gì lão giả lắc đầu ta không biết vẻ mặt của một nguyên vô cùng khó coi diệp quang có chút hiếu kỳ phong thần đài một nguyên hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói Đây là một món đạo bảo, ở phía trên thần bảo, là phong thần đài thượng thần chế tạo ra năm đó Bởi vì tại năm đó, rất nhiều người đi theo thượng thần thành lập trật tự Những người này hết lòng hết sức vì vùng vũ trụ này, bỏ ra hết thảy Thế là, thượng thần đã sáng tạo ra một kiện chí bảo như vậy, chẳng? Qua, chỉ có hai người từng được kiện đạo bảo này phong thần Một vị trong đó chính là huyền tông chiến lực xếp hạng thứ nhất thần điện lúc trước diệp quang hỏi vì còn lại thì sao một nguyên lắc đầu không biết ta chỉ biết có tổng cộng hai người bởi vì thần ấn lúc trước từng nói qua việc này diệp quang có chút hiếu kỳ vì sao chỉ phong thần cho hai người những người còn lại thì sao một nguyên lắc đầu một lần nữa không biết ta chỉ biết là sau này thượng thần phong ấn phong thần đài từ đó phong thần đài không tiếp tục xuất hiện nói xong Lão nhìn về phía Diệp Quang. Kỳ thật, ta còn chuẩn bị dẫn ngươi đi địa phương phong ấn phong thần đài lúc trước, nhìn một chút có thể giải trừ phong ấn của thượng thần hay không, đạt được phong thần đài này, thế nhưng thần ấn bị phu tử lấy đi, không có thần ấn, ngươi đến đó sẽ rất nguy hiểm, thế là ta liền thôi. Phu tử. Nghe được một nguyên, Diệp Quang lập tức hơi nghi hoặc một chút, ngày đó sau khi bọn hắn chạy trốn, nữ phu tử này vậy mà không có đuổi theo, chuyện này thật sự là có chút không bình thường về phần thần ấn kia hắn thật sự không cảm thấy đáng tiếc gì cũng không phải bởi vì bản thân hắn có rất nhiều thần vật không kém nó mà là hắn đơn thuần cảm thấy thần ấn có khả năng có lựa chọn của mình đi theo ta ta nhất định đối đãi với ngươi thật tốt không đi theo cũng không sao cả ai đi đường nấy lúc này một nguyên lại nói nếu như đối phương thật sự có phong thần đài như vậy phong thần đài không chỉ có thể đề thăng thực lực của thần còn có thể phong tân thần Diệp Quang lắc đầu. Ta lo lắng chính là tông chủ quá khứ tông kia. Một nguyên nhíu mày. Tông chủ quá khứ tông. Diệp Quang gật đầu. Nữ nhân này, ngươi có khả năng không biết, rất mạnh. Nói đến đây, Diệp Quang không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nữ nhân này có thể là đối thủ mạnh nhất hắn gặp phải từ trước cho tới này, mà bây giờ, đối phương hiển nhiên là không muốn cho hắn cơ hội phát dục. Hợp tác cùng với thần linh. Diệp Quang nhìn về phía lão giả trước mặt cách đó không xa. Ngươi là như thế nào biết được bọn hắn muốn hợp tác? Lão giả có chút lưỡng lự. Diệp Quang nhíu mày. Từng. Lão giả cười khổ. Cốt nhi, ra đi. Thanh âm rơi xuống, bên phải đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quang lập tức sửng sốt. Đây chính là nữ kiếm tu váy vải kia. Cũng chính là đồ đệ của tư phàm tỉnh. Diệp Quang nhìn chầm chầm nữ kiếm tu váy vải. Ngươi là người triệu gia. Nữ kiếm tu nhìn hắn một cái, không nói gì. Lão giả ở một bên vội vàng nói. Đúng vậy, nàng là người triệu gia chúng ta, tên là triệu cốt nhi. Năm đó bởi vì một số nguyên nhân đặc thù bái nhập môn hạ tỉnh tông chủ, cuối cùng đi theo tỉnh tông chủ đi đến tuế nguyệt thời đại. Diệp Quang nhìn thoáng qua triệu cốt nhi. Ngươi làm như thế, có tính phản bội sư phó ngươi không? Triệu Cốt Nhi lắc đầu. Không tính, bởi vì thần giới thần hiện tại đã biết ngươi tồn tại, đồng thời còn biết trên người người có truyền thừa thần nhất thượng thần, bọn hắn lập tức liền sẽ đến tìm ngươi. Diệp Quang nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả lặng lặng chờ đợi, lão biết, vị Diệp công tử trước mắt này đang do dự có Diệp triệu gia hay không. Cảnh giới của lão mặc dù siêu việt tổ cảnh, nhưng lão biết rõ, nếu như thiếu niên này động sát tâm đối với triệu gia, như vậy triệu gia khẳng định là sẽ bị diệt bởi vì duyên cớ triệu cốt nhi bởi vậy lão biết một chút nội tình của diệp quang đáng tiếc là triệu cốt nhi trở về hơi muộn một chút nếu như về sớm một chút triệu gia cũng không đến mức đi đến một bước này đương nhiên triệu cốt nhi cũng không nghĩ tới nàng ở trong khoảng thời gian bế quan tại thần viện này tộc nhân của mình vậy mà cả tộc đi vây giết diệp quang đúng lúc này diệp quang đột nhiên nói tin tức này của ngươi hữu dụng đối với ta cho nên triệu gia có thể sống. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm ý định trụ triệu thiên kích lập tức bay trở về trong tay hắn. Lão giả lúc này cung kính thi lễ. Cảm tạ Diệp công tử ân không giết. Diệp quan không nói gì nữa, cùng với Diệp An quay người rời đi. Nhìn thấy hai người tỷ đệ Diệp quan tan biến ở chân trời phía xa, lão giả lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi, lão cũng đều đã chuẩn bị liều mạng một lần mặc dù đánh không lại nhưng cũng cũng không thể không đánh bó tay đợi giết đúng không? Cũng may, vị diệp công tử này không có lựa chọn diệt tộc. Triệu Cốt Nhi nhìn hai người diệp quang tan biến ở chân trời phía xa, vẻ mặt có chút phức tạp. Trước đây không lâu, nàng cùng với diệp quang đánh ngang tay, mà bây giờ thực lực của diệp quang cũng đã vượt xa nàng, ngay cả tổ cảnh cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên tài cùng với thiên tài cũng là có khác biệt. Triệu Cốt Nhi thấp giọng thở dài quay người rời đi. Trước đó vào lúc ở thần học viện, nàng còn có lòng truy đuổi, nhưng vào giờ phút này, nàng đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Ở một bên khác, Diệp Quang ngừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp An. "Tỷ tỷ, vẫn phải mời ngươi trở về một chuyến." Lúc này hắn biết rõ, nhất định phải trở về báo cho người trong nhà biết tình huống bên này, bằng không, tỷ đệ bọn hắn e rằng sẽ bị người ta súng lại đánh chết. Tông chủ quá khứ tông cùng với những thần linh kia Tuyệt đối không phải tỷ đệ bọn hắn hiện tại có thể đối kháng. Diệp Quang hắn muốn làm chính là vô địch cùng thế hệ, về phần người đời trước, vậy dĩ nhiên là do đời trước tới đánh. Diệp An khẽ gật đầu. "Ngươi cẩn thận một chút." Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại, sau đó quay người xuất ra một mũi thương đưa cho Diệp Quang. "Cho ngươi." Diệp Quang hơi nghi hoặc một chút. "Đây là diệp an bình tĩnh nói ngươi giữ lại thôi động nó tại thời khắc mấu chốt diệp quang còn muốn hỏi cái gì diệp an lại là trừng mắt liếc hắn một cái bảo ngươi cầm thì cứ cầm lề mề cái gì thật sự là phiền chết nói xong nàng ném mũi thương cho diệp quang sau đó hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở cuối chân trời diệp quang lắc đầu cười một tiếng trong lòng ấm áp hắn thu mũi thương kia vào lúc này một nguyên ở một bên đột nhiên nói nàng là trở về gọi người diệp quang gật đầu một nguyên trầm giọng nói ta không biết thực lực của tông chủ quá khứ tông mạnh bao nhiêu nhưng ta biết thực lực của những ngụy thần kia mạnh bao nhiêu hơn nữa đã nhiều năm như vậy thực lực của bọn hắn khẳng định mạnh hơn so với lúc trước vô số cho nên người bình thường đối bọn hắn căn bản không tạo được uy hiếp gì diệp quang cười nói thực lực người nhà của ta cũng còn có khả năng một nguyên do dự một chút cuối cùng vẫn không nói gì nữa bởi vì hắn chưa từng gặp qua người nhà của diệp quang bởi vậy cũng không biết thực lực người nhà của diệp quang nhưng dựa vào thực lực cùng với thiên phú của diệp quang và diệp an lão hết sức rõ ràng thực lực người nhà của diệp quang khẳng định cũng sẽ không yếu chẳng qua lão vẫn có chút lo lắng một nguyên nói chúng ta đi âm dương giới diệp quang nhìn về phía một nguyên âm dương nhị thú một nguyên gật đầu chúng nó là thần đạo thú thượng thần nuôi năm đó sau khi thượng thần tự hủy chúng nó liền trở về thế giới của mình không còn quan tâm bất cứ chuyện gì trên thế gian ngươi là người thừa kế của thượng thần chúng nó có khả năng sẽ thần phục ngươi diệp quang lắc đầu cười một tiếng có khả năng một nguyên gật đầu bởi vì chúng nó năm đó từng nói chỉ thần phục người thừa kế của thượng thần diệp quang yên lặng một nguyên tiếp tục nói dưới trướng âm dương nhị thú còn có một nhánh đại quân yêu thú năm đó các đại dị thú thần nhất thời đại tất cả đều thuộc về chúng nó cai quản nếu như ngươi có thể làm cho chúng nó thần phục vậy ngươi sẽ đạt được một sự giúp đỡ lớn diệp quang vẫn là không có nói chuyện Một nguyên do dự một chút sau đó nói ngươi có phải là có chút chướng mắt diệp quang trừng mắt nhìn hơi kinh ngạc ngươi làm sao lại nghĩ như vậy một nguyên cười khổ ngươi ngay cả thần ấn cũng đều chướng mắt chướng mắt âm dương nhị thú này cũng là bình thường chẳng qua là dịp thiếu gia ta thật sự vô cùng nghi hoặc gia tộc của ngươi đến cùng là dạng gia tộc gì thần ấn ngươi chướng mắt âm dương nhị thú ngươi chướng mắt thậm chí ngay cả truyền thừa của thượng thần ngươi cũng chướng mắt diệp quang cười cười sau đó nói chúng ta đi tìm âm dương nhị thú đi một nguyên gật đầu được nói xong hai người tan biến ngay tại chỗ. Mà sau khi hai người tan biến, một vị nam tử mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Người này chính là vị A Nan kia. A Nan nhìn chầm chầm hai người Diệp Quan tan biến ở nơi xa, gã bấm ngón tay tính toán. Trong chốc lát, tất cả quy luật vận mệnh giữa thiên địa hóa thành thực chất hiển hiện ở chung quanh gã. Gã sau khi nhìn rất lâu, trên mặt đột nhiên nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Ta tính toán chín lần, kết quả chín lần đều là nếu như ta giết ngươi ta chắc chắn phải chết. ta thật sự vô cùng muốn thử xem. nói xong, gã nhìn thoáng qua bốn phía, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không có. ở bên trong tinh không, nụ cười trên mặt a nan dần dần tan biến. gã cuối cùng vẫn không có động thủ. thần toán chi đạo cũng là một trong những lá bài tẩy của gã, qua nhiều năm như vậy, gã chưa bao giờ tính sai qua, mà lần này gã tính toán chín lần, đều là một loại kết quả điều này có ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa có nhân quả không biết không có bị gã tính vào. Là nhân quả gì có thể vượt qua thần toán chi đạo của gã? A nan trầm mặt. Ngày đó vào lúc ở thần nhất động thiên, gã sở dĩ không có lựa chọn động thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là gã tính tới nếu như mình động thủ, liền sẽ chết. Sẽ chết. Không có quá trình. Kết quả chính là chết. Chuyện này khiến cho gã hết sức nghi hoặc, cũng có chút chấn kinh có thể nói dùng thực lực trước mắt của gã trừ phi là thần nhất thượng thần năm đó trùng sinh cùng với vài vị đại thần ẩn thế trong thiên địa này căn bản là không ai có thể giết gã nhưng vào giờ phút này kết quả gã tính ra lại là sẽ chết chẳng lẽ lão sư còn có lưu chuẩn bị ở sau a nan nhíu chặt lông mày không phải là không có khả năng này dù sao diệp quang là người thừa kế của lão sư lão sư bảo hộ hắn cũng là sự tình bình thường ngoài ra gã thực sự nghĩ không ra có ai có thể giết chết gã. A Nan sau khi yên lặng một lát, đột nhiên, thân hình gã rung lên, đi thẳng vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, gã không phải nghịch lưu Tuế Nguyệt, mà là trực tiếp thăm dò tương lai Tuế Nguyệt. Ở trước mặt gã, Tuế Nguyệt Trường Hà không phải một dòng, mà là có vô số dòng. Bởi vì tương lai là không xác định, là không biết, bởi vậy, có vô số khả năng. A Nan tìm kiếm diệp quang, nhưng mà sau khi tìm kiếm gã đột nhiên cả kinh nói. Làm sao có thể? Bởi vì gã phát hiện ra, ở bên trong vô số khả năng này, cũng không có diệp quan tồn tại. Không nằm bên trong nhân quả tương lai. A nan cho mày, Phất tay áo vung lên, vô số bóng mờ tuế nguyệt trường hà trước mặt gã dần dần trở nên rõ ràng, nhưng mà, vẫn không có diệp quan tồn tại. Diệp quan không tồn tại trong tương lai. A nan trầm tư không nói. Không tồn tại trong tương lai, chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất người này thực lực thông thiên vượt qua đại đạo ở bên ngoài đại đạo còn có một loại chính là đối phương chết ở trong tuế miệt thời không hiện có bởi vậy mới không có tương lai diệp quang không thể nào là loại thứ nhất bởi vì dùng thực lực bây giờ của diệp quang là hoàn toàn không làm được vượt qua bên ngoài đại đạo nói một cách khác diệp quang chết tại thời không hiện có a nan cau mày sau một hồi a nan lắc đầu đáng tiếc chính mình không có thần toán quy giáp bằng không dựa vào thần toán quy giáp gã nhất định có thể tính ra nhân quả không biết kia đúng lúc này một vệt thần quang đột nhiên rơi vào trước mặt a nan bên trong thần quang một thanh âm vang lên a nan phụng mệnh thần chủ bảo ngươi mau trở về đạo điện không được sai sót thanh âm rơi xuống thần quang biến mất không thấy gì nữa a nan cau mày không có suy nghĩ nhiều gã quay người tan biến ở phần cuối tuế nguyệt trường hà tại thần giới vào ngày này một vị nữ tử mặc áo bào trắng đi đến cửa vào thần giới nàng vừa tới gần cửa vào thần giới một vệt thần quan liền bao phủ nàng ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng vang vọng từ giữa thiên địa Phạm nhân ngừng bước nữ tử áo bào trắng lắc đầu phất tay áo vung lên oanh vệt thần quan kia vỡ nát ầm ầm cùng lúc đó cửa vào thần giới cũng trực tiếp bị xóa đi ừm lúc này một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu thần giới. ngay sau đó, một vệt thần quang bắn mạnh tới, liền muốn nghiền nát nữ tử áo bào trắng. nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm vệt thần quang kia, mặt không biểu tình. vỡ. ầm ầm. thần quang vỡ nát ầm ầm. a. À. trong thần giới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh dị. sau một khắc, một vị nam tử trung niên mặt thần bào đạp không tới. Nam tử trung niên nhìn chầm chầm nữ tử áo bào trắng. Ngươi là ai? Nữ tử áo bào trắng đi vào bên trong thần giới, mà lúc đi ngang qua bên cạnh nam tử trung niên, nam tử trung niên cao mày, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, nữ tử áo bào trắng thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử trung niên. Quỳ! Oanh! Vô số nhân quả gia thân, nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp quỳ xuống. Nam tử trung niên bối rối. Nữ tử áo bào trắng liếc qua nam tử trung niên. Thần quá yếu. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi là ai? Nữ tử áo bào trắng lại bỏ qua gã, trực tiếp đi về phía nơi xa. Rất nhanh, nữ tử áo bào trắng đi vào trước một gian thần điện, trước thần điện có một pho tượng không mặt đứng sừng sững. Thần nhất. Nữ tử áo bào trắng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nàng đi vào trong đại điện, mà lúc này trong đại điện đột nhiên có một lão giả đi tới, lão giả mặc một bộ đạo bào cũ nát, lưng có chút cong, đi chân trần. Nữ tử áo bào trắng nhìn lão giả, ánh mắt bình tĩnh. Đạo bào lão giả nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt phức tạp. Chính thành thần tính. Sau khi tiến vào thần đạo, thần tính càng nhiều, thực lực càng mạnh, vị trước mắt này có được chính thành thần tính, hơn nữa còn là thần tính thuần túy. Lão giả đạo bào hơi hơi không người, tỏ vẻ kính ý nữ tử áo bào trắng bỏ qua lão giả nàng đi vào trong đại điện đại điện trống trỗng mà ở trên thủ vị nơi đó có một người ngồi thần chủ nhưng nữ tử áo bào trắng lại là nhíu lông mày lại có chút ngoài ý muốn thần chủ cười nói tĩnh tông chủ nữ tử áo bào trắng im lặng không nói thần chủ chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử áo bào trắng cười nói nói chuyện chứ nữ tử áo bào trắng khẽ gật đầu có thể. Thần chủ phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hai người tới chỗ sâu một mảnh tinh không mênh mông, bốn phía, tinh hà sáng chói, thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua, đẹp không sao tả xiết. Thần chủ chỉ cách đó không xa, nơi đó có một căn nhà tranh, trước nhà tranh có một cái ghế nằm, bên cạnh ghế nằm là một cái bàn tròn gỗ nhỏ, trên bàn tròn trưng bày một bản cổ tịch, còn có một bình trà. Thần chủ nói: "Ta khi còn nhỏ, lão sư thường mang theo ta tới đây, ông ấy liền nằm ở nơi đó, nhìn vô tận tinh hà vũ trụ này trầm tư, lúc kia, ta liền suy nghĩ, lão sư đang suy nghĩ cái gì? Tỉnh tông chủ không nói gì. Thần chủ đột nhiên duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, như một cục đá rơi vào hồ nước, toàn bộ tinh không đột nhiên nổi lên một hồi gọn sóng, ngay sau đó, trước căn nhà tranh nơi xa kia, trên ghế nằm đột nhiên xuất hiện một vị nam tử. Thần nhất. Mà ở bên cạnh thần nhất, có một vị lão giả mặc áo bào đen đứng đấy thời gian tái hiện lão giả nhìn tinh hà phía xa có chút hiếu kỳ nói chủ nhân người gần đây thường xuyên đến nơi này xem là đang nhìn cái gì thần nhất khẽ cười nói ta muốn nhìn người ta thích thêm một chút nghe vậy lão giả lập tức nhìn về phía thần nhất có chút khẩn trương nói chủ nhân ngươi sắp đi rồi thần nhất cười cười ông ta nhìn về phía vô tận tinh hà vũ trụ nơi xa kia nói khẽ ta muốn để cho nha đầu kia về sau tới thay ta chiếu kháng vùng vũ trụ này lão giả ngay cả người đang muốn nói chuyện thần nhất lại là lắc đầu không được quá cực khổ ta không hy vọng nàng khổ cực như vậy lão giả dường như dự cảm được cái gì nước mắt thoáng cái liền chảy xuống thần nhất mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về phía hình ảnh bên ngoài mỉm cười nói Tỉnh tông chủ không ngờ tới chúng ta sẽ dùng loại phương thức này gặp mặt ở bên ngoài hình ảnh nữ tử áo bào trắng nhìn thần nhất mười thành thần tính là loại cảm giác gì mười thành thần tính để nhất nhân từ trước tới nay thần nhất khẽ cười cười nghiêm chỉnh mà nói ta chỉ có thể coi là chính thành rưỡi nữ tử áo bào trắng cau mày thần nhất cười nói Tĩnh tông chủ biết phải làm thế nào mới có thể đạt đến 10 thành thần tính không? Nữ tử áo bào trắng không nói gì. Thần nhất miễn cười nói. Hẳn là biết được, thần tính sau khi đạt đến chính thành, muốn đạt tới thứ 10 thành, đối với chúng ta mà nói đều rất đơn giản, chẳng qua là xem chúng ta có nguyện ý hay không mà thôi, dù sao, giết chết sơ tâm của chính mình, đối với chúng ta mà nói, thật sự chính là quá đơn giản, dĩ nhiên, cũng là khó khăn nhất. Giết chết sơ tâm nữ tử áo bào trắng yên lặng. Xác thực, muốn đạt tới 10 thành thần tính, vô cùng đơn giản, đó chính là giết chết sơ tâm của chính mình. Thần nhất ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía tinh không vũ trụ, nói khẽ. Ta thích một nữ tử, thật sự rất thích, nhưng mà, sau khi trải qua 10.000 tỷ tuế nguyệt, ta phát hiện ra, nhân tính của ta trong lúc bất tri bất giác chậm rãi tiếp cận thần tính, thế là, ta dần dần coi thường mọi thứ, bao gồm cả những người ta từng thích. Đúng vậy ở trước mặt vô tận tuế nguyệt ta đã quen nhìn sinh tử đối với cái gọi là tình yêu lại làm sao có thể trân trọng như thuở còn trẻ nói xong ông ta khẽ lắc đầu chúng ta đang trưởng thành cũng dần dần trở thành người khi còn bé chúng ta chán ghét nữ tử áo bào trắng trầm mặc như trước nàng không có bước ra một bước cuối cùng không phải bước không ra mà là nàng không muốn giết chết một điểm tưởng niệm cuối cùng trong lòng mình kia điểm tưởng niệm này nếu như cũng giết chết thần tính mười thành cử thế vô địch như vậy thì có ý nghĩa gì chứ nàng không muốn trở thành người mình chán ghét thần nhất đột nhiên cười nói kỳ thật xét đến cùng vẫn là chúng ta sống quá lâu người một khi sống quá lâu liền sẽ có chuyện xảy ra hơn nữa ở trước mặt tháng năm dài đằng đẵng cái gì cũng đều lộ ra không trọng yếu sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi mới sẽ có vẻ trân quý nói xong ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nói khẽ có thể để cho ta gặp ngươi lần cuối sau nữ tử áo bào trắng nhìn theo ánh mắt của thần nhất ở chỗ sâu tinh hà xa xôi kia ở nơi đó thời không đột nhiên khẽ rung lên rất nhanh nơi đó xuất hiện một mảnh ánh sáng tím ngay sau đó một nữ tử chậm rãi đi ra nữ tử mặc một bộ váy đỏ mái đầu bạc trắng ánh mắt băng lãnh đến cực điểm váy đỏ tóc trắng nữ tử áo đỏ nhìn thần nhất nằm trên ghế im lặng không nói. Thấy nữ tử áo đỏ, thần nhất đột nhiên cười, không hề miễn cưỡng, không cam lòng hay hối hận, tất cả sinh cơ trong cơ thể ông ta tại thời khắc này chậm rãi tan biến. Tự hủy bản thân. Đây là thời khắc cuối cùng của thần nhất, chẳng qua, chỉ có một lão giả chứng kiến. Đương nhiên, hiện tại nhiều thêm tư phàm tỉnh cùng với thần chủ. Nhìn thấy thần nhất tự hủy, nữ tử áo đỏ đột nhiên không nhịn được hỏi: vì sao không bước ra một bước cuối cùng kia bước ra một bước này sẽ xưa nay chưa từng có siêu việt hết thảy sinh linh trước đây thần nhất mỉm cười ta không muốn quên ngươi nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm thần nhất ta cũng không thích ngươi hết sức trực tiếp rất thẳng thắn thần nhất mỉm cười không sao nói xong ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại không còn bất kỳ khí tức gì ta nếu không làm được dùng một thành nhân tính áp chế thần tính, vậy liền tự hủy bản thân. Lúc nhận biết, ta là người thiếu niên kia. Lúc kết thúc, ta vẫn như cũ là người thiếu niên kia. Ta thích ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Tự hủy. Thần nhất cuối cùng lựa chọn tự hủy, làm chính mình chân thật nhất, bởi vì ông ta không muốn biến thành chính mình mà chính mình chán ghét kia. Ở phía trên tinh không, nữ tử áo đỏ sau khi trầm mặt một lúc lâu, lắc đầu đáng tiếc. Nói đi, nàng quay người phiêu nhiên mà đi. Mà ở bên cạnh thần nhất, lão giả kia lúc này đã là nước mắt tuôn đầy mặt, lão cúi người cổng thần nhất lên, trung giọng nói. Thiếu gia, lão nô mang ngươi về nhà. Nói xong, lão cổng thần nhất chậm rãi biến mất ở sâu trong tinh không. Hình ảnh im bạc mà dừng. Thần chủ quay đầu nhìn về phía nữ tử áo bào trắng một bên. Tỉnh Tông Chủ, theo ta được biết, ngươi cùng vị diệp công tử này cũng không tính là sinh tử đại thù nếu như thế ngươi cần gì phải chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng kia muốn cá chết lưới rách với hắn tư phàm tỉnh liếc mắt nhìn thần chủ ngươi nhìn không rõ thần chủ nói khẽ đạo thống chi tranh đạo thống chi tranh diệp quan đi là con đường của thần nhất muốn thiết lập trật tự mà con đường tư phàm tỉnh đi thì là không có trật tự hai người tự nhiên là trời sinh đối lập Tư phàm tĩnh mặt không biểu tình. Thần nhất sáng tạo ra trật tự, nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy. Đại giới cái trật tự này mang tới chính là thế gian này xuất hiện vô số cường giả, vô số thần, những cường giả này như dòi trong xương hút lấy vùng vũ trụ này, khiến cho vùng vũ trụ này trở nên thủng trăm ngàn lỗ, sắp vỡ nát. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Loại trật tự này, muốn thì có ích lợi gì? Thần chủ nói khẽ. Lão sư đã từng mê mang bởi vì như như lời ngươi nói sau khi trong vũ trụ này cường giả càng ngày càng nhiều tuổi thọ vũ trụ bắt đầu trôi qua một cách bất thường lão sư từng nói nhân đạo cùng với thiên đạo từ lúc vừa mới bắt đầu chính là đối lập tu hành chính là nghịch thiên mà đi tư phàm tỉnh đột nhiên nói thẳng ngươi là muốn đứng ở phía diệp quan thần chủ nhìn tư phàm tỉnh ta là hy vọng tỉnh tông chủ có thể cho hắn một cơ hội ít nhất để cho hắn thử xem tư phàm tỉnh lắc đầu hắn cũng không thích hợp, hắn tuổi còn rất trẻ, chưa từng trải qua năm tháng ba luyện, chỉ có một bầu nhiệt huyết, ý nghĩ ngây thơ. Thần chủ đột nhiên nhắc lời nàng. Có lẽ, lão sư nhìn trúng chính là một bầu nhiệt huyết còn có ý nghĩ ngây thơ này của hắn. Tư phàm tỉnh cao mày. Thần chủ khẽ cười nói. Những người như chúng ta, đều có chút tự cho là đúng, bởi vì chúng ta có thể từ hiện tại liền thấy về sau, chúng ta phủ định diệp quang, là bởi vì chúng ta đã từng nhìn thấy qua thế giới có trật tự, nhưng mà cuối cùng, cái trật tự này vẫn bị thất bại. Hơn nữa, sau khi thất bại, phản vệ rất nghiêm trọng, đám người thủ hộ vũ trụ trước đây kia, vào sau khi không còn ước thúc, trở thành địch nhân lớn nhất của vùng vũ trụ này cùng với chúng sinh, ta cũng cảm thấy, diệp quan hắn không có khả năng làm tốt hơn so với lão sư, hắn dựa vào cái gì làm tốt hơn so với lão sư. Nhưng mà, nói đến đây, thần chủ nhìn về phía tư phàm tỉnh nói lấy nói để, chúng ta dựa vào cái gì cho rằng hắn không thể làm tốt hơn so với lão sư. Tư phàm tỉnh không nói gì. Thần chủ tiếp tục nói. Tỉnh tông chủ, chúng ta sao không cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn thử xem. Nếu như hắn không làm được, cho dù người sau lưng hắn cường đại cỡ nào, cũng không có cách nào cưỡng ép thay đổi ý chí của chúng sinh, vũ. Trụ kiếp nên tới vẫn sẽ tới, đương nhiên, bọn hắn có thể hủy diệt chúng sinh, nếu như bọn hắn hủy diệt chúng sinh vậy không phải hợp ý của ngươi và ta nữ tử áo bào trắng nhìn về phía thần chủ vì sao lại nói đỡ cho hắn thần chủ mỉm cười duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước mặt không gian lập tức giống như sóng nước nhộn nhạo ngay sau đó một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người ở bên trong một cái trấn nhỏ diệp quang vừa bước ra khỏi phòng của bà nội lâm ngốc mỹ hắn đi về phía đường phố Lúc này Diệp Quang đang xoắn xuýt, có nên cứu hay không? Cứu, chính mình nhất định trêu chọc vị a nan kia, tiếp đó chính mình sẽ rơi vào tuyệt cảnh, nhưng nếu như không cứu. Cuối cùng, hai người nhìn thấy Diệp Quang nhanh chóng trở về, tiếp đó đá bay cánh cửa phòng. Ở bên ngoài hình ảnh, nữ tử áo bào trắng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần chủ, bởi vì tiểu nữ hài Lâm Ngốc Mỹ trong cửa phòng kia vậy mà có dáng dấp tương tự với vị thần chủ này. Tư Phàm tỉnh hỏi: Ngươi khảo hạch. Thần chủ lắc đầu. Không phải. Tư phàm tỉnh cao mày. Thần chủ cười nói. Ta trước tiên phải giữ bí mật. Tư phàm tỉnh chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu, nàng nhíu mày. Làm sao có thể? Thần chủ nói. Tỉnh tông chủ, vũ trụ kiếp còn có không đến thời gian 10 năm liền sẽ hoàn toàn bộc phát, lúc kia, chính là thời điểm khó khăn nhất trong nhân sinh của hắn, nếu như hắn có thể giải quyết vũ trụ kiếp này, vậy dĩ nhiên tốt, nhưng nếu không thể giải quyết, ác đạo tái hiện nhân gian, vũ trụ khởi động lại, thế gian tự nhiên không còn trật tự. 10. Năm, ta sẽ tranh thủ thời gian 10 năm cho người thừa kế lão sư này, có được không? Tư phàm tỉnh nhìn chầm chầm thần chủ. Không có trật tự, vùng vũ trụ này sẽ tốt hơn. Thần chủ miễn cười nói. Lão sư từng nói qua, vùng vũ trụ này nếu như không còn chúng sinh, vậy sẽ cô độc cỡ nào? Tư phàm tỉnh sau khi trầm mặt một lúc lâu, quay người rời đi, mà chưa đi được mấy bước, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía thần chủ. Vì sao không ngăn cản chúng thần nhằm vào hắn? Thần chủ bình tĩnh nói. Ta ngăn cản cũng không có tác dụng, giống như thần điện nội loạn trước kia, tham niệm của bọn hắn đã ăn vào trong xương cốt. Những người kia đã từng có bao nhiêu thanh liêm, bây giờ thì có bấy nhiêu tham lam nàng tuy là thần chủ nhưng là không có cách nào ước thúc những thần kia không đúng là bán thần tư phàm tỉnh khẽ gật đầu không nói gì nữa quay người biến mất phần cuối ở tinh không mười năm nàng không ngại chờ thêm mười năm ở tại chỗ thần chủ sau khi trầm mặc một lúc lâu quay người nhìn về phía sâu trong tinh không kia ở chỗ sâu nhất tinh không nơi đó có một cánh cửa thần chủ thản nhiên liếc nhìn cánh cửa kia tiếp đó quay người rời đi Diệp Quang đi theo một nguyên lên đường tới âm dương giới, trong tinh không mịt mờ, Diệp Quang ngự kiếm mà đi. Lúc này, hai đạo kiếm Quang đột nhiên xuất hiện ở hai bên trái phải hắn, chính là Lâm Ngốc Mỹ cùng với cậu đáng. Lúc này, hai người đã có thể ngự kiếm mà đi trong tinh không mịt mờ. Bọn hắn bây giờ đã không cam lòng chờ ở bên trong tháp nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài trò chuyện cùng với Diệp Quang một chút. Lâm Ngốc Mỹ cười nói Lão sư Ngươi xem tốc độ ngự kiếm của ta như thế nào." Nói xong, nàng chập ngón tay chỉ về phía trước, trong chớp mắt, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang xé rách bầu trời, tạo ra âm thanh xé rách. Diệp Quang nhìn Lâm Ngốc mỹ ngự kiếm ngang dọc, trên mặt nổi lên một nụ cười. Kỳ tài ngút trời. Cẩu Đáng ở một bên cũng nói, "Ta cũng biết." Nói xong, nó cũng ngự kiếm phóng lên trời. Hai người trực tiếp so kè tốc độ tựa như hai đạo lưu tinh phi tốc xẹt qua trong tinh không mịt mờ. Qua rất lâu, hai người sau khi chơi tận hứng, trở về bên cạnh Diệp Quang. Lâm Ngốc Mỹ nhìn về hướng Diệp Quang, lộ ra khuôn mặt mong đợi. Như thế nào? Diệp Quang giơ ngón tay cái lên. So với ta trước đây lợi hại hơn nhiều. Đôi mắt đẹp của Lâm Ngốc Mỹ sáng lên, hưng phấn nói: "Thật sự?" Diệp Quang gật đầu. "Đúng vậy." Lâm Ngốc Mỹ lập tức nhìn về phía cậu đáng, gương mặt khiêu khích. Cậu đáng nhếch miệng, vốn định nói ta nhanh hơn, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Thật sự đánh không lại Lâm Ngốc Mỹ này. Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên hỏi. Sư phó, chúng ta định đi nơi nào? Diệp Quang nhìn về phía nơi xa. Âm dương giới. Lâm Ngốc Mỹ lại hỏi. Âm dương giới là địa phương nào? Diệp Quang Tiếu nói. Ta cũng không biết lâm ngốc mỹ đang muốn hỏi lại đúng lúc này diệp quang dường như cảm nhận được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn lại ở phần cuối tinh không nơi đó nổi lơ lửng một mảnh mây đen quỷ dị mây đen tràn ngập ở phía trước ngăn trở đường đi của ba người diệp quang phóng xuất ra thần thức của mình mà thần thức của hắn vừa tiến vào mảnh mây đen kia chính là bị một cổ sức mạnh cường đại chấn trở về diệp quang có chút kinh ngạc lúc này một chiếc thuyền mây chậm rãi bay ra từ trong mảnh mây đen này ở trên thuyền mây có một bà lão mặc váy vải đứng trong tay bà lão xách một chiếc đèn lồng ánh đèn lờ mờ chiếu chiếu vào trên mặt bà lão khiến cho bà lão trông hơi có chút khiếp người nhìn thấy bà lão này sắc mặt của lâm ngốc mỹ cùng với cậu đáng lập tức trở nên có chút tái nhợt mặc dù hai người đã bắt đầu tu luyện nhưng bởi vì duyên cớ lớn lên ở tiểu trấn bởi vậy đối với quỷ quái đó là phát ra sợ hãi từ trong nội tâm Ánh mắt bà lão quét qua trên thân cậu đáng cùng với lâm ngốc Mỹ một chút, sau đó mới nhìn về hướng Diệp Quang. Vì sao lại tự tiện xông vào đạo thị? Diệp Quang có chút nghi hoặc. Đạo thị? Bà lão nhìn chầm chầm Diệp Quang. Ngươi không biết. Diệp Quang gật đầu. Chúng ta là đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là có ý định quấy rầy. Đồng thời, hắn hỏi trong lòng. Tiền bối, có biết đạo thị này? Một Nguyên nói. Chưa từng nghe thấy. Diệp Quang nhìn về phía bà lão, bà lão nhìn chầm chầm hắn chừng mấy lần, rồi nói. Có có muốn vào đi dạo không? Diệp Quang liếc mắt nhìn mảnh mây đen kia, nói. Có thể giới thiệu một chút không? Bà lão gật đầu. Lên thuyền trò chuyện. Diệp Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ lâm ngốc Mỹ cùng với cậu đáng, hai người hiểu ý, trở về bên trong tháp nhỏ, mà thân hình Diệp Quang thì rung lên trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào trên thuyền mây. Bà lão nhìn Diệp Quang. Mời ngồi. Âm thanh rơi xuống, sau lưng Diệp Quang trống rỗng xuất hiện một chiếc ghế gỗ. Diệp Quang ngồi xuống, bà lão lại rót một cốc linh trà, tiếp đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy, linh trà bay đến trước mặt Diệp Quang. Diệp Quang nhìn bà lão, chờ đợi giới thiệu. Bà lão liếc mắt nhìn những chữ vật trên tay Diệp Quang, nói: "Công tử không phải người bình thường." diệp quang bình tĩnh nói tiền bối có thể nói một chút về đạo thị này không bà lão gật đầu đạo thị nói một cách đơn giản chính là chợ buôn bán một chợ buôn bán trôi nổi bên trong cái gì cũng có thể mua được đương nhiên là phải có tiền diệp quang hỏi bên trong dùng cái gì làm tiền tệ bà lão cười nói chỉ cần người bán cảm thấy không có vấn đề cái gì cũng đều được chẳng qua các vị thần trong thần nhất vũ trụ các ngươi về cơ bản là lấy tổ nguyên làm tiền tệ giao dịch. Diệp Quang hiếp hai mắt lại. Thần nhất vũ trụ các ngươi, các hạ không phải người vùng vũ trụ này. Bà lão cười cười. Lần này đạo thị đi tới nơi này, chủ yếu là vì làm ăn với các vị thần ở đây, chẳng qua, nếu công tử có thể thấy được đạo thị, vậy chính là có duyên, tự nhiên cũng có thể tiến vào bên trong, chẳng qua, cần phí vào cửa, cũng không cần nhiều, mười đạo tổ nguyên là được. Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, mười đạo tổ nguyên bay tới trước mặt bà lão. Bà lão tươi cười rạng rỡ, thu hồi tổ nguyên. Diệp Quang lại lấy ra năm đạo tổ nguyên đưa tới trước mặt bà lão, chẳng qua bà lão lại không có thu, chỉ là nhìn hắn. Diệp Quang nói, có thể hỏi mấy vấn đề không? Bà lão lắc đầu. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta không thể trả lời ngươi, bởi vì đây là quy củ, trừ phi ngươi là thần nhất. Diệp Quang khẽ cau mày. Ý của ngươi là Bà lão mỉm cười nói Chỉ có chủ nhân của thế giới này mới có thể biết rõ lai lịch của chúng ta Diệp Quang trầm mặt Thế lực này còn có chút thần bí Diệp Quang nói Thần nhất đã không còn ở đây nữa Bà lão ánh mắt lấp lóe. Vũ trụ vô chủ Diệp Quang đang muốn nói chuyện Bà lão có chút bừng tỉnh đại ngộ Khó trách những vị thần kia vừa nhắc tới thần nhất tất cả liền đều im lặng không nói, thì ra là thế, nếu như thần nhất đã không còn ở đây, vậy ước định chúng ta thỏa thuận với thần nhất trước đó tự nhiên không còn đáng kể. Ở trên thuyền mây, ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nhăn nheo của bà lão trông càng rợn người, chẳng giống người sống. Mà ở phía sau thuyền mây, mảnh mây đen kia như sóng nước nhẹ nhàng gợn sóng, khắp nơi đều lộ ra một cổ quỷ dị. Lúc này, bà lão thu hồi suy nghĩ, nhìn về hướng diệp quang cười nói đi vào đi diệp quang khẽ gật đầu cũng không hỏi thêm câu nào bởi vì bà lão trước mặt này cũng sẽ không nói đạo thị diệp quang đứng dậy đi về hướng mảnh mây đen kia lúc này bà lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra một tấm bản gỗ màu đen xuất hiện ở trước mặt diệp quang cầm đi diệp quang tự nhiên không có cự tuyệt cầm tấm bản gỗ tiếp đó đi về phía mảnh mây đen nơi xa kia sau khi đưa mắt nhìn diệp quang tiếng vào mảnh mây đen, bà lão xoay người nhìn về phía xa xa, do dự một chút, tiếp đó duỗi một ngón tay ra thăm dò, thần sắc khẩn trương, lo lắng bất an, đột nhiên, một vệt ánh vàng xuất hiện từ chỗ đầu ngón tay của bà ta, sắc mặt của bà ta kịch biến trong nháy mắt, như bị điện giật rút ngón tay về. Mà vào giờ khắc này, một phần hào quang màu vàng bao phủ toàn bộ biển mây màu đen. Bà lão lộ vẻ mặt nghiêm túc. Người không có ở đây. Nhưng mà lực lượng phong ấn vẫn còn đó, hơn nữa, vẫn là cường đại như vậy. Sau một hồi trầm mặc, bà lão lên thuyền đi trở về. Mà vào sau khi Diệp Quang tiến vào mảnh mây đen kia, ba người đột nhiên xuất hiện giữa sân, hai nam một nữ, ba người này, chính là tiên tổ thần linh của Mạc Gia cùng với Tần Gia còn có Triệu Gia. Nam tử trung niên cầm đầu, chính là Mạc Ách. Lần này, ba người đều là bản thể đích thân đến. Mạc Ách nhìn chầm chầm nơi xa, cao mày. Vị diệp quan này vì sao có thể tiến vào đạo thị? Tiên tổ thần linh triệu gia nói. Vũng bình thường, người này dù sao cũng có truyền thừa thượng thần. Mặt ách trầm giọng nói. Ở bên trong không thể động thủ. Tiên tổ thần linh triệu gia nhìn chầm chầm mảnh mây đen quỷ dị nơi xa kia, sau khi trầm tư một lúc lâu, nói. Người này có truyền thừa của lão sư, nếu như bại lộ, ắt gặp cường giả ngoại giới ngấp nghé, đi thôi. Nói xong, Ba người trực tiếp tiến vào đạo thị. Mà theo ba người tiến vào, đạo thị bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Ba người sở dĩ đi vào cũng là bởi vì chỗ đạo thị xuất hiện là ngẫu nhiên, nếu như bây giờ bọn hắn không vào trong, một khi biến mất, cho dù là bọn hắn cũng khó có thể tìm được đạo thị này. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, chỉ thấy đạo thị cách đó không xa vốn muốn biến mất lại đột nhiên trở nên ngưng tụ. Hóa ra là ở trong tinh không nơi xa, có một tiểu nữ hài chậm rãi đi tới trong ngực tiểu nữ hài còn ôm một tiểu gia hỏa màu trắng nhà giàu tới phải chờ đợi rất nhanh tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa màu trắng kia tiến vào trong đạo thị mà ở một bên khác có hai người đang nhìn chăm chú mọi thứ chính là nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng kia nam tử áo trắng nhìn tiểu nữ hài kia nói khẽ các nàng thanh nhi ngươi có biết các nàng không nữ tử váy trắng gật đầu đã từng bị ta đánh nam tử áo trắng diệp quang sau khi đi vào mảnh mây đen kia tràn cảnh trước mặt hắn dần dần trở nên rõ ràng là một tòa cổ trấn đá xanh không biết tên vắng ngắt còn có mưa rơi lác đác lộ ra một cổ ý lạnh diệp quang đi ở trên đường phố yên tĩnh tùy ý để cho cơn mưa lạnh như băng rơi vào trên người hắn hắn đột nhiên nói ở trong lòng tiền bối nghe ý tứ của bà lão vừa rồi đạo thị này giống như đã từng tiến hành giao dịch gì đó với thần nhất tiền bối. Mộc Nguyên nói, hẳn là vậy. Chẳng qua việc này ta là tuyệt đối không biết. Diệp Quang miễn cười nói, xem ra thần nhất tiền bối còn có rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Quyển cổ tịch màu đen trong cơ thể hắn kia hiện tại cũng chưa có phá giải. Nghĩ tới bản cổ tịch màu đen này, trong đầu Diệp Quang đột nhiên sinh ra một cái ý niệm người ở đây có lẽ có thể đọc hiểu chữ ở phía trên nghĩ đến đây diệp quang ngẩng đầu nhìn lên chẳng biết lúc nào trong trấn nhỏ đã dâng lên sương mù ở dưới sương mù bao phủ cả tòa tiểu trấn lập tức nhìn có chút không chân thực mơ hồ diệp quang thử phóng xuất ra thần thức của mình nhưng mà hắn lại khiếp sợ phát hiện ra hắn căn bản là không có cách thi triển thần thức một nguyên đột nhiên trầm giọng nói nơi này có chút đặc thù ngươi cẩn thận một chút Diệp Quang gật đầu, hắn tiếp tục tiến vào sâu trong tiểu trấn. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Quang đột nhiên vang lên một tiếng bước chân, Diệp Quang quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một vị hán tử thô cùng đi tới, thân hình hán tử cao lớn, khuôn mặt trâu ri, cổng ở sau lưng một cái rương trúc. Nhìn thấy Diệp Quang, hán tử thô cùng đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. "Mua đồ sao?" Không đợi Diệp Quang nói chuyện, hán tử chính là buông rương trúc xuống tiếp đó từ bên trong lấy ra một vài thứ ra đặt ở trước mặt Diệp Quang. Diệp Quang liếc mắt nhìn, lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì những thứ hán tử thô cùng lấy ra, chính là một số bảo vật cấp thần bảo, trong đó có một thanh trường kiếm thu hút sự chú ý của hắn, thanh kiếm này dài khoảng 3 thước, bề ngang bằng hai ngón tay, màu đen sẫm, giữa thân kiếm lại có một đường màu đỏ thẫm. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quang, nam tử trung niên vội vàng nói, tiểu hữu cảm thấy hứng thú đối với kiếm này diệp quang khẽ gật đầu có thể xem một chút không nam tử trung niên hào sản nói có gì mà không thể nói y cầm kiếm đưa cho diệp quang diệp quang đang muốn cầm kiếm nam tử trung niên lại thu về diệp quang nhìn về phía nam tử trung niên không hiểu nam tử trung niên chân thành nói tiểu hữu kiếm này tên là ác nghiệp nắm giữ lực lượng ác nghiệp nếu như tu vi không đủ nhẹ thì bị ảnh hưởng tâm trí nặng thì sẽ bị nó thôn vệ thần hồn, ngươi. Diệp Quang miễn cười nói. Cảm tạ đã nhắc nhở. Nam tử trung niên cười nói. Được. Nói xong, y đưa kiếm cho Diệp Quang. Diệp Quang tiếp nhận kiếm, ở trong nháy mắt cầm kiếm, hắn lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng tà ác cực kỳ đáng sợ. Cổ lực lượng tà ác này từ tay của hắn trực tiếp tiến vào trong thức hải của hắn. Như nam tử trung niên nói, cổ lực lượng tà ác này vừa tiến vào thức hải của hắn, liền muốn cưỡng ép thôn vệ thần hồn của hắn diệp quang lộ ra thần sắc bình tĩnh cầm kiếm nhẹ nhàng chấn động ông theo một tiếng kiếm reo vang vọng của lực lượng tà ác này trực tiếp bị hắn rung ra khỏi thể nội không chỉ có như thế của lực lượng tà ác này còn bị kiếm ý của diệp quang phong ấn ở trong kiếm triệt để bị ý chí kiếm đạo trấn áp. nhìn thấy một màn này trong mắt nam tử trung niên lóe lên vẻ kinh ngạc tiếp đó giơ ngón tay cái lên cười nói tiểu hữu lợi hại diệp quang tiếu cười tiếp đó đem trong tay kiếm còn cho nam tử trung niên kiếm này không tệ đáng tiếc không thích hợp với ta phong cách của thanh kiếm này chủ yếu đi tà ác không quá phù hợp với kiếm đạo của hắn mặc dù cũng có thể dùng nhưng không cần thiết thiên viên kiếm tốt hơn nam tử trung niên nhận lại kiếm mà thanh kiếm này liền rung động kịch liệt nam tử trung niên nhìn về hướng diệp quang cười nói tiểu hữu nó muốn đi theo ngươi không chỉ là người tuyển kiếm kiếm cũng sẽ tuyển người diệp quang lại là lắc đầu hắn không có hảo cảm đối với kiếm này nhìn thấy diệp quang cự tuyệt một lần nữa nam tử trung niên cười khổ được rồi nói y thu kiếm vào tiếp đó chỉ vào chồng thần bảo trước mặt ngươi có coi trọng thứ gì không diệp quang liếc mắt nhìn những thần bảo trước mặt nam tử trung niên kia cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên một chiếc vẫy màu đen ở bên trên chiếc vẫy này có một đạo phù văn thần bí nhìn thấy ánh mắt của diệp quang nam tử trung niên vội vàng nói đây là lân phiến của chiến kỳ lân nếu như ngươi có thượng cổ dẫn đạo thuật liền có thể dựa vào lân phiến này tìm được chiến kỳ lân trong truyền thuyết thu được truyền thừa của nó diệp quang có chút hiếu kỳ chiến kỳ lân cấp bậc gì thần sắc của nam tử trung niên lập tức trở nên có chút cổ quái Diệp Quang cười giải thích. Đây là lần đầu tiên ta đi vào đạo thị. Nam tử trung niên gật đầu. Đã nhìn ra. Nói xong, dừng một chút, lại nói. Mới nhìn ra được. Diệp Quang. Nam tử trung niên cười giải thích. Chiến kỳ lân này là một đầu yêu thú, xuất thân từ Sơn Hải giới, ngươi biết Sơn Hải giới không? Diệp Quang lắc đầu. Nam tử trung niên lắc đầu cười nói. Được rồi, Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quang. Nhìn thấy Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện, Diệp Quang có chút ngoài ý muốn, bởi vì Ngao Thiên Thiên một mực đang bế quan sông kích tổ cảnh, làm sao lại đột nhiên chạy ra ngoài. Sau khi Ngao Thiên Thiên ra ngoài, ánh mắt của nàng liền rơi vào trên khối lân phiến chiến kỳ lân kia. Nhìn thấy ánh mắt của Ngao Thiên Thiên, Diệp Quang hỏi. Như thế nào? Ngao Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút khối lân phiến kia, tiếp đó nói khẽ trong này ẩn chứa một cổ lực lượng kỳ dị nam tử trung niên kia giải thích lực lượng của chiến thú có thể đề thăng chiến lực của yêu thú hẳn là có trợ giúp rất lớn đối với cô nương diệp quang nhìn về phía ngao thiên thiên ngao thiên thiên gật đầu diệp quang nhìn về phía nam tử trung niên bán thế nào nam tử trung niên cười nói tiểu hữu đến từ vũ trụ thế giới nào diệp quang nói thần nhất con mắt của nam tử trung niên nhất thời sáng lên. Đến từ thần nhất vũ trụ, vậy chính là có tổ nguyên. Vật này chỉ cần 50 đạo tổ nguyên. 50 đạo tổ nguyên. Nếu như đối với người khác, là giá trên trời, nhưng đối với hắn mà nói, tự nhiên là mưa bụi. Diệp Quang lấy ra 50 đạo tổ nguyên đưa cho nam tử trung niên, nam tử trung niên vội vàng thu vào, tiếp đó đưa lân phiến chiến thú cho Diệp Quang, Diệp Quang tiếp nhận lân phiến, tiếp đó đưa cho Ngao Thiên Thiên ngao thiên thiên tiếp nhận lân phiến tiếp đó hỏi còn có nhiều hơn không nam tử trung niên lắc đầu nói vật này quá mức trân quý ta có một khối đã là may mắn bằng trời ngao thiên thiên khẽ gật đầu không nói gì nữa nam tử trung niên do dự một chút sau đó nói chẳng qua nếu như ngươi nắm giữ thượng cổ dẫn đạo thuật có thể dựa vào vật này tìm được đầu chiến thú kia thậm chí có thể tiến vào sơn hải giới trong truyền thuyết diệp quang hỏi cái gì là thượng cổ dẫn đạo thuật nam tử trung niên giải thích một loại thủ đoạn thần thông đặc thù có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên diệp quang lại hỏi các hạ có thuật này không nam tử trung niên cười khổ không có ta nếu như có ta đã trực tiếp dùng diệp quang có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn cảm giác được ngao thiên thiên rất để ý khối lân phiến chiến thú này chẳng qua lúc này Nam tử trung niên lại nói. Có một người hẳn là biết ai cầm. Diệp Quang vội hỏi. Ai? Nam tử trung niên nói. Đi theo ta. Nói xong, y cổng trương trúc của mình, tiếp đó mang theo hai người Diệp Quang đi đến nơi xa. Sau khi đi qua mấy con đường, ba người đi tới một quán trụ nhỏ, siêu vẹo củ nát, chỉ có mấy cái bàn gỗ. Ở phía sau quầy đón khách, có một nữ tử đang nằm sấp, nữ tử nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi mặc váy vải đơn giản ăn mặc một mạc dung mạo cũng bình thường không có nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng không khó coi nam tử trung niên đi tới quầy đón khách gõ gõ mặt bàn tiếp đó nói khẽ bà chủ nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra vào lúc thấy nam tử trung niên ánh mắt của nàng lập tức sáng lên tiếp đó nhiệt tình nói cần gì thiên niên thọ nguyên quả hay là vạn năm tiên đan nếu không đủ ta còn có nữa ta mới nhập thêm một lô hàng hóa có thể tăng thêm ngàn năm tuổi thọ nam tử trung niên cười mỉa nói bà chủ ta không phải là tới mua đồ vị tiểu huynh đệ này muốn hỏi thăm ngươi một chuyện mẹ nhà hắn nữ tử đột nhiên đập bàn một cái căm tức nhìn nam tử trung niên không phải tới mua đồ ngươi gọi cộng lông gà à quấy rầy giấc ngủ của bà cút cút nhanh lên nam tử trung niên có chút lúng túng Tiếp đó nhìn về hướng Diệp Quang. Diệp Quang đang muốn nói chuyện, nữ tử phất tay áo vung lên. Cút, cút nhanh lên, mấy tên nghèo khổ. Diệp Quang không nói gì, chỉ là yên lặng lấy ra năm đạo tổ nguyên đặt ở trên mặt bàn. Nữ tử trừng mắt nhìn, tiếp đó duỗi một tay lấy tổ nguyên thu vào, nàng nhìn về hướng Diệp Quang, thái độ lập tức chuyển biến 180 độ, vừa nhiệt tình vừa nịnh nọt. "Vị tiểu ca này, ngươi muốn hỏi thăm chuyện gì?" Diệp Quang nói thượng cổ dẫn đạo thuật nữ tử trừng mắt nhìn không nói lời nào diệp quang nói không biết nữ tử cười nói ta đương nhiên biết nhưng ngươi hẳn là không mua nổi diệp quang hỏi rất đắt nữ tử gật đầu chân thành nói vô cùng đắt diệp quang hỏi bao nhiêu nữ tử dựng thẳng một ngón tay một trăm đạo tổ nguyên Diệp Quang nhíu mày. Lúc này, nam tử trung niên liền vội vàng kéo Diệp Quang ra ngoài tiệm, nói. Cửa hàng này là cửa hàng cắt cổ nhất trong thị trấn, ta gọi nó là hắc điếm, có thể hỏi nàng sự tình, nhưng mà tuyệt đối không thể mua đồ ở chỗ của nàng, bởi vì thật sự cắt cổ. Thượng cổ dẫn đạo thuật mặc dù trân quý, nhưng tuyệt đối không đáng giá 100 đạo tổ nguyên, nàng thấy ngươi trẻ tuổi, ra tay xa xỉ, muốn chém đẹp ngươi. Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói ở đây có cướp không hả nam tử trung niên khó tin nhìn diệp quang mẹ kiếp người ta chỉ là hết giá nhưng ngươi lại muốn cướp cướp nam tử trung niên quả thật có chút chấn kinh ý nghĩ của người trẻ tuổi này rất nguy hiểm nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của nam tử trung niên diệp quang cười nói không thể làm loạn ở đây đúng không nam tử trung niên gật đầu trầm giọng nói đúng vậy nơi này có quy củ của nơi này người ở chỗ này cũng không thể tùy ý ra tay cũng không có cách nào ra tay không có cách nào ra tay diệp quang có chút kinh ngạc phong ấn nam tử trung niên gật đầu đúng vậy diệp quang thử một chút quả nhiên có một cổ lực lượng thần bí phong ấn lại tu vi của hắn mà cổ lực lượng phong ấn này khiến hắn có chút cảm giác quen thuộc rất nhanh thần sắc của diệp quang trở nên cổ quái bởi vì ở trong cổ lực lượng phong ấn này hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cổ lực lượng này tương tự như lực lượng phong ấn ở bên trong thần nhất động thiên mà diệp quang giả cũng cẩn thận phát hiện ra được cổ phong ấn này dường như được cấu thành từ nhiều loại lực lượng nam tử trung niên nói chúng ta đi chỗ khác hỏi một chút diệp quang gật đầu được nữ tử kia quả thực có chút cắt cổ hắn mặc dù có tiền nhưng cũng không muốn bị người lợi dụng diệp quang bước vào cửa hàng bà chủ kia đang lôi kéo ngao thiên thiên nói gì đó nhìn thấy diệp quang đi tới nàng lập tức nhếch miệng nở nụ cười công tử suy tính như thế nào diệp quang lắc đầu chúng ta không có hứng thú nói xong hắn lôi kéo ngao thiên thiên liền muốn rời đi biểu lộ của bà chủ cứng đờ nàng hung ác trận mắt nhìn nam tử trung niên một bên tiếp đó lại nói vật kia ngoại trừ ta những người khác căn bản không có khả năng có Ngươi nếu muốn đi chỗ khác hỏi, ta khuyên ngươi nên bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Quang liếc mắt nhìn bà chủ, cười cười. Chúng ta chỉ là hỏi một chút, cũng không có ý tứ muốn mua. Nói xong, hắn lôi kéo ngao thiên thiên quay người rời đi. Bà chủ cau mày, trong mắt lấp lóe hàng mang. Sau khi rời khỏi hắc điếm, ba người đi về phía một con đường khác. Diệp Quang có chút hiếu kỳ. Lai lịch của bà chủ này ra sao? Nam tử trung niên lắc đầu không biết chẳng qua có thể mở tiệm ở đây lai lịch chắc chắn cũng sẽ không nhỏ diệp quang liếc mắt nhìn bốn phía hắn phát hiện ra lúc này một số cửa hàng xung quanh đã mở cửa chẳng qua người trên đường phố cũng không có nhiều diệp quang càng ngày càng tò mò đối với nơi này thế là lại hỏi mấy câu liên tục hai người trao đổi một phen diệp quang đã biết tên của nam tử trung niên này tên là vương thú không phải người thần nhất vũ trụ mà đến từ một vũ trụ mà diệp quang chưa từng nghe đến trải qua vương thú giảng giải diệp quang có hiểu biết chung về đạo thị này thực lực của chủ nhân đạo thị rất mạnh vô cùng vô cùng mạnh đối phương làm ước định cùng với rất nhiều chủ nhân vũ trụ cách một đoạn thời gian sẽ mở ra đạo thị tiếp đó mỗi một vị cường giả vũ trụ có thể tiến vào đạo thị tự do giao dịch đương nhiên cường giả trong đạo thị không thể tiến vào vũ trụ khác bởi vì văn minh võ đạo của mỗi một vũ trụ là khác biệt bởi vậy người quá cường đại tiến vào vũ trụ văn minh võ đạo quá thấp có thể sẽ tạo thành tai nạn các cường giả hàng đầu của mỗi vũ trụ nếu muốn đi vào đạo thị thì phải thu được tư cách tư cách này do chủ nhân của mỗi vũ trụ đặt ra mà ngoại trừ phương pháp này còn có một con đường tắt khác tiến vào đạo thị đó chính là duyên phận nếu như có người gặp phải cũng có thể tiến vào đương nhiên ở dưới tình huống bình thường đạo thị sẽ chỉ để cho người có thực lực gặp phải nghe đến đó diệp quang không khỏi nở nụ cười xem ra mình cũng là người có thực lực. Nói một cách đơn giản, đạo thị này chính là một thị trường giao dịch cao cấp, thị trường giao dịch này chỉ phục vụ cho khách hàng cao cấp. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Vì sao nơi đây ít khách nhân như vậy? Diệp quan giả là có chút hiếu kỳ, sau khi đi vào, hắn phát hiện ra nơi này không phải vắng vẻ bình thường, người sống cũng không có được mấy người. Vương Thú giải thích. Đó là bởi vì đạo thị mới mới khai trương, rất nhiều người còn đang ở trên đường đi, một lát nữa người liền sẽ nhiều hơn. Diệp Quang khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lấy ra ba đạo tổ nguyên đưa cho vương thú. Cảm tạ cao huynh giải hoặc cho hai vợ chồng chúng ta. Ngao thiên thiên liếc mắt nhìn Diệp Quang, hé miệng nở nụ cười. Vương thú khoát tay lia lịa. Diệp tiểu hữu, không cần như thế, chỉ là một chút tin tức không có giá trị gì mà thôi, không cần trả tiền diệp quang cười nói cứ cất đi vương thú lắc đầu một lần nữa ta tuy là một người thô kệch nhưng cũng là người có nguyên tắc diệp tiểu hữu ngươi mau thu tổ nguyên lại bằng không ta sẽ tức giận nhìn thấy thần sắc của vương thú không giống làm bộ diệp quang do dự một lúc tiếp đó thu tổ nguyên vào lập tức cười nói vậy ta lại mua một chút đồ vật từ chỗ của cao huynh vương thú cười nói không cần như thế, Diệp Tiểu Hữu là muốn mắc nợ nhân tình, ta có thể lý giải, chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ, căn bản không coi là nhân tình gì. Nói đến đây, y dừng một chút, tiếp đó lại nói. Ta nói nhiều thêm một câu, Diệp Tiểu Hữu nếu là kiếm tu, thì không nên quá chấp nhất những thứ đồ vật phiêu phù này, bằng không, dần già, đối với kiếm đạo của Diệp Tiểu Hữu e rằng sẽ có ảnh hưởng. Diệp Quang sau khi suy tư một lúc lâu, khẽ gật đầu là ta quá chấp nhất vương thú cười nói chuyện này liền bỏ qua như vậy chúng ta đi nhà tiếp theo hỏi một chút diệp quang gật đầu được ở dưới vương thú dẫn đường chỉ chốc lát ba người đi tới trong một cửa hàng trên giá bày rất nhiều bảo vật nhìn thấy những bảo vật này diệp quang có chút chấn kinh bởi vì hắn phát hiện những bảo vật này chí ít đều là cấp thần bảo lúc này một lão giả bước xuống từ trên lầu lão giả có chút gầy gò mặc áo bào bằng vải bố, nhìn vô cùng già dặn. Nhìn thấy ba người, lão giả cười nói. Hoan nghênh. Khi Diệp Quang nói ý đồ đến, lão giả nhíu mày. Diệp Quang hỏi. Như thế nào? Lão giả trầm giọng nói. Thực sự không dám giấu giếm, thượng cổ dẫn đạo thuật kia ta là có, nhưng lại không thể bán cho ngươi. Diệp Quang không hiểu. Vì sao? Lão giả thấp giọng thở dài các ngươi nếu như tới chỗ ta trước, tự nhiên là dễ đàm luận, nhưng đáng tiếc các ngươi tới hắc điếm trước, các ngươi và nàng không giao dịch thành công, nếu như ta bán cho các ngươi, nữ nhân kia nhất định sẽ điên cuồng trả thù ta. Nói xong, lão khẽ lắc đầu. Ta không muốn trêu chọc nữ nhân này. Nghe được lời nói của lão giả, Diệp Quang cùng với vương thú đưa mắt nhìn nhau, Diệp Quang lập tức hỏi. Nữ nhân kia, thế lực lớn như vậy sao? Lão giả cười khổ, Nữ nhân này, không chỉ có thế lực cường đại, chủ yếu còn rất không nói đạo lý, ta nếu như bán cho các ngươi, nàng về sau nhất định sẽ nhìn chồng chọc ta, ai. Diệp quan sau khi trầm mặt một lúc lâu, khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, hắn mang theo vương thú cùng với nhau thiên thiên quay người rời đi. Mà ngay vào lúc ba người muốn ra khỏi cửa, lão giả lại nói. Các ngươi nếu muốn đi đến địa phương khác tiếp tục hỏi, vậy thì không cần, ở đây, sẽ không có ai chủ động đắc tội nữ nhân kia diệp quang cười nói đa tạ đã cho ta biết nói xong ba người quay người rời đi ở bên ngoài vương thú trầm giọng nói ta biết nữ nhân này có thực lực chỉ là không có nghĩ đến nàng thế mà có thực lực như thế diệp quang giả cũng có chút ngoài ý muốn hắn không có nghĩ đến người bên trong này vậy mà đều không dám trêu chọc nữ nhân kia ngao thiên thiên đột nhiên nói quên đi. Diệp Quang nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, Ngao Thiên Thiên cười nói. Không có lân phiến chiến thú kia, ta cũng có thể đạt đến tổ cảnh, chỉ là tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Diệp Quang trầm giọng nói. Một trăm đạo tổ nguyên. Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Nàng quá cắt cổ, mặc dù chúng ta không quan tâm tiền, nhưng mà, nhưng ta không hài lòng với số tiền bỏ ra. Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói mà ngay tại lúc này, ba người dường như cảm nhận được cái gì, xoay người nhìn, ở cửa ra vào hắc điếm cách đó không xa kia, có ba người đứng nơi đó. Nhìn thấy ba người này, sắc mặt của Diệp Quang lập tức trầm xuống. Ba vị thần linh. Chẳng qua, trước đây hắn nhìn thấy là phân thân, mà vào giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn là bản thể ba vị thần linh. Diệp Quang biết, ba vị thần linh này là tới tìm hắn, chỉ là hắn không có nghĩ đến, đối phương vậy mà trực tiếp tìm được đạo thị ba vị thần linh lạnh lùng liếc mắt nhìn diệp quang mạc ách cầm đầu nói ngươi cho rằng nơi này có thể bảo vệ ngươi sao diệp quang cười nói các ngươi ngược lại rất biết đuổi theo thế mà đuổi theo tới nơi đây mạc ách chậm rãi đi đến trước mặt diệp quang lắc đầu ta không biết thượng thần vì sao muốn lựa chọn một phàm nhân để kế thừa truyền thừa của mình tha thứ cho ta nói thẳng ngươi không thể nào làm được như lão sư cải thiên hoáng địa diệp quang lắc đầu cười nói không cần phải nói những thứ này, các ngươi muốn cướp truyền thừa, cứ nói thẳng. Mặc Ách nhìn chầm chầm Diệp Quang. Ngươi cho rằng ngươi ở nơi này liền an toàn tuyệt đối. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi nghĩ sai rồi. Nói xong, cả quay người rời đi. Ba vị thần linh trực tiếp đi vào bên trong gian hắc điếm kia. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quang nhíu mày, Ngao Thiên Thiên ở một bên trầm giọng nói, ta cần phải đạt đến tổ cảnh. Hiện tại khuyết điểm lớn nhất của Diệp Quang, không phải cảnh giới kiếm đạo không đủ, mà là cảnh giới tự thân không đủ, nếu như nàng có thể đạt đến tổ cảnh, như vậy, Diệp Quang liền có thể dung hợp với nàng, đồng dạng đạt đến tổ cảnh. Diệp Quang chỉ có đạt đến tổ cảnh, đối diện với mấy vị thần linh chân chính này, mới có thể có vốn liếng đánh một trận. Mà hắn hiện tại muốn nhanh chóng đạt đến tổ cảnh, biện pháp tốt nhất chính là có được thật nhiều dạng lân phiến kia bởi vì bên trong ẩn chứa lực lượng chiến thú có thể đề thăng thực lực của nàng rất nhiều ở bên cạnh diệp quang vương thú đột nhiên nói diệp huynh nơi đây mặc dù không thể động thủ nhưng lại có một ngoại lệ diệp quang nhìn về phía vương thú vương thú đang muốn nói chuyện đúng lúc này bà chủ ở hắc điếm nơi xa kia đột nhiên đi ra mà ở phía sau nàng còn có ba vị thần linh đi theo bà chủ hát điếm chậm rãi đi đến trước mặt diệp quang cười nói tiểu soái ca có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng một chút diệp quang nhìn bà chủ hát điếm không nói gì bà chủ hát điếm cười nói ngay mới vừa rồi ta phát hiện ra trong tiệm của ta có một đầu tổ mạch biến mất không thấy hôm nay chỉ có các ngươi từng tiến vào trong cửa hàng của ta cho nên ta hoài nghi các ngươi trộn tổ mạch của ta để chứng minh sự trong sạch của các ngươi ta phải soát người Soát người nghe được lời nói của bà chủ hát điếm sắc mặt của vương thú lập tức trầm xuống y liếc mắt nhìn ba người sau lưng bà chủ hát điếm không nói gì diệp quang nhìn chằm chằm bà chủ hát điếm đây là ân oán giữa ta cùng với bọn hắn bà chủ hát điếm cười nói ta không xen vào ân oán giữa các ngươi ta chỉ biết ngươi trộm tổ mạch của ta dựa theo quy củ của nơi này ta có thể soát đúng lúc này diệp quang đột nhiên lao về phía trước bà chủ hát điếm còn chưa phản ứng lại chính là bị diệp quang bóp cổ họng tiếp đó vặn một cái trăng rắc đầu của bà chủ hát điếm bị hắn cứng rắn nhấc lên máu phun như suối diệp quang dùng tay trái xách đầu bà chủ hát điếm tay phải thuận tay tháo những trữ vật của bà chủ hát điếm tiếp đó bình tĩnh nói cải chính một chút ta bình thường không ăn trộm ta chỉ cướp đám người diệp quang đột nhiên xuất thủ giết người khiến cho mọi người giữa sân đều là sửng sốt bởi vì ai cũng không có nghĩ đến diệp quan lại dám giết người hơn nữa giết còn là bà chủ hắc điếm có lai lịch bí ẩn ba vị thần linh nhìn chằm chằm diệp quan sắc mặt rất là khó coi nhưng thoáng cái trên mặt lại hiện ra nụ cười diệp quan giết người ở đây đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu trên trán vương thú thì chảy xuống mồ hôi lạnh y là thật sự không nghĩ tới vị diệp tiểu hữu này vậy mà thật sự dám ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là hạ sát thủ không hề nể mặt mũi quá độc ác diệp quang yên lặng thu những trữ vật của bà chủ vào trong những trữ vật thật sự có một đầu tổ mạch chẳng qua không có lớn bằng thần nhất lưu lại ngoài ra còn có một cặp thần bảo vô cùng trân quý bà chủ này thật sự rất giàu có diệp quang cũng không phải lỗ mãn mà là bởi vì hắn biết nữ nhân này hẳn là thu chỗ tốt của ba vị thần linh này thế là mới nhằm vào hắn Tại loại thời điểm này, hắn giảng đạo lý cùng với đối phương, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Đã như thế, hắn quả quyết lựa chọn ra tay. Tại lúc xung đột không thể tránh né, hắn quả quyết lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Trên khuôn mặt của bà chủ, hai mắt còn đang trợn to, đến chết nàng cũng không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này cũng dám giết nàng. Không thể không nói, nàng cảm thấy mình chết rất quan. Sau khi thu hồi những trữ vật của bà chủ hắc điếm, diệp quang ngẩng đầu nhìn về phía ba người mặc ách trước mặt cách đó không xa ngay vào lúc hắn chuẩn bị hoặc là không làm đã làm thì làm cho xong xử lý ba người trên đường phố cách đó không xa đột nhiên có bốn người đi tới bốn người mặc y phục nha môn tay trái cầm đao tay phải cầm xích sắt đang chậm rãi đi về phía hắn nhìn thấy bốn người này sắc mặt của vương thú bên cạnh diệp quang lập tức trở nên ngưng trọng đây là đạo binh chuyên môn phụ trách trị an đạo thị đạo binh Diệp Quang nhìn bốn người kia, bốn người vậy mà đều là tổ cảnh, không chỉ có như thế, còn có tu vi. Ba vị thần linh nhìn Diệp Quang, trên mặt lộ ra thần sắc hài hước. Động thủ ở cái địa phương này, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Cho dù là bọn hắn, cũng sẽ không phá hư quy củ ở cái địa phương này, cũng chính là vì nguyên nhân này, bọn hắn mới bỏ ra nhiều tiền để bà chủ Hắc Điếm kia hỗ trợ. Mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Quang này vậy mà trực tiếp giết nàng đương nhiên cũng không phải là chuyện xấu bốn vị đạo binh kia chậm rãi đi đến trước mặt bọn người diệp quang đạo binh cầm đầu nhìn chằm chằm diệp quang ngươi là tự mình đi theo chúng ta hay là chúng ta còn ngươi diệp quang gật đầu ta đi cùng với các ngươi đạo binh gật đầu tiếp đó quay người rời đi diệp quang quay đầu nhìn về phía ngao thiên thiên ngao thiên thiên khẽ gật đầu tiếp đó trở về bên trong tháp nhỏ diệp quang lại nhìn về phía vương thú cười nói: "Vương huynh, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn đi theo bốn người đi về nơi xa. Nhìn bọn người Diệp Quan rời đi, Vương Thú thấp giọng thở dài, một khi tiến vào đạo ngục, vậy coi như thật sự sống không bằng chết. Tính khí của vị Diệp tiểu hữu này quá nóng nảy. Chẳng qua, vừa nghĩ tới đối phương là kiếm tu, đi liền lại bình thường trở lại. Kiếm tu trên cõi đời này, lại có mấy ai có tính tình tốt? Mạc Ách đột nhiên nói: Đi theo. Nói xong, ba người đi theo. Diệp Quang ở dưới sự dẫn đầu của bốn vị đạo binh đi tới trước một tòa đại điện u ám, vị đạo binh cầm đầu nhìn về hướng Diệp Quang. Đi vào, chờ đợi thẩm phán. Diệp Quang lấy ra 10 đạo tổ nguyên phóng vào trong tay đạo binh cầm đầu, nói: "Vị huynh đệ này, thẩm phán là cái gì? Có thể giải hoặc hay không?" Đạo binh kia liếc mắt nhìn tổ nguyên trong tay, tiếp đó yên lặng thu vào phàm là người phạm pháp tại đạo thị, đều sẽ bị thẩm phán, do tư pháp thiên quân tự mình thẩm phán. Diệp Quang hỏi, những người như ta sẽ bị thẩm phán như thế nào? Đạo binh nhìn hắn một cái, đánh nát nhục thân, giam cầm thần hồn. Diệp Quang trầm mặt, đạo binh đột nhiên hỏi, ngươi biết người ngươi giết là ai không? Diệp Quang lắc đầu, không biết. Đạo binh khẽ lắc đầu người ngươi giết là ngươi kỳ gia ngươi biết kỳ gia không diệp quang lắc đầu đạo binh hơi nghi hoặc một chút ngươi cái gì cũng không biết làm sao lại dám giết người diệp quang cười nói trước tiên giết rồi lại nói đạo binh cười nói ngươi thật có gan chẳng qua ta phải nói cho ngươi ngươi chọc phải thế lực không nên dây vào kỳ gia này ở bên trong chư thế giới thực lực thế nhưng là có thể đứng vào năm vị trí đầu ngươi giết người của bọn hắn bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nói đến đây y cao mày ngươi không cần thẩm phán diệp quang nhìn về phía đạo binh đạo binh nói vừa nhận được tin tức người kỳ gia đã đang trên đường chạy tới chờ đối phương vừa đến chúng ta liền sẽ giao ngươi cho kỳ gia để cho kỳ gia xử trí diệp quang có chút hiếu kỳ chứ thế giới này có những thế lực nào có dương gia không đạo binh nhíu mày dương gia Diệp Quang gật đầu. Đạo binh sau khi trầm tư một chút, lắc đầu. Không có Dương gia. Diệp Quang trầm mặt. Ông nội cùng với cha già vẫn là quá vô danh rồi. Đạo binh đang nghe chuyện trên TV audio cv chỉ vào đại điện u ám trước mặt. Đi vào đi. Diệp Quang khẽ gật đầu. Tiếp đó đi vào trong đại điện. Trong đại điện càng thêm âm u. Hơn nữa bên trong ngoại trừ hắn còn nhốt hai người là một lão giả cùng với một nữ tử lão giả cuộn tròn ở trong góc, hai tay ôm đầu gối, đang nhìn chằm chằm hắn. Về phần nữ tử kia thì xếp bằng ở chính giữa đại điện, mặc một bộ váy trắng, hai mắt khép hờ, dường như không có cảm nhận được Diệp Quang đi vào. Diệp Quang liếc mắt nhìn bốn phía, trên vách tường bốn phía, vẽ đủ loại phù lục quỷ dị, ở bên trong những phù lục quỷ dị này tản ra từng cổ lực lượng kỳ dị. Diệp Quang thử vận chuyển huyền khí một chút, nhưng mà, vừa vận chuyển huyền khí, những phù văn quỷ dị bốn phía kia đột nhiên phát ra từng luồng ánh đen oanh vô số đạo lôi điện đột nhiên bay ra từ bốn phía tiếp đó đánh vào trên thân diệp quang cả người diệp quang bị điện giật tê dại nơi xa lão giả co ro ở trong góc tường cười lạnh không thôi tự tìm cái chết sau một lúc lâu diệp quang đứng lên toàn thân có chút máu thịt be bét nhưng rất nhanh liền chậm rãi khôi phục nhìn thấy một màn này trong mắt lão giả kia lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Quang liếc mắt nhìn nữ tử váy trắng cùng với lão giả, tiếp đó đi đến ngồi xuống một bên, cặp mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Nơi này có chút đặc thù, so với thần nhất động thiên còn đặc thù hơn, muốn cứng rắn phá tan phong ấn nơi này, căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì nơi này không chỉ có phong ấn của thần nhất, còn có lực lượng phong ấn của rất nhiều cường giả cấp cao nhất khác. Bởi vậy, muốn cưỡng ép phá hủy phong ấn nơi này căn bản là chuyện không thể nào trừ phi tìm cha già hoặc cô cô mượn kiếm dùng một chút hai thanh kiếm kia là có thể phá hủy tất cả lực lượng phong ấn đương nhiên kiếm của ông nội cũng được hắn cũng đã lên kế hoạch tại thời điểm bất đắc dĩ hắn liền mượn kiếm dùng một chút xử lý ba vị thần linh kia đúng lúc này lão đầu cuộn tròn ở trong góc kia đột nhiên nói ngươi là phạm vào chuyện gì diệp quang liếc mắt nhìn lão đầu nói giết người lão đầu cau mày ngươi giết người ở trong đạo thị diệp quang gật đầu lão đầu giơ ngón tay cái lên ngươi thật có can đảm ngươi coi như không chết cũng sẽ ngồi tù mục xương diệp quang nói ngươi là phạm vào chuyện gì lão đầu đạm thanh nói ăn cắp diệp quang hỏi phán quyết bao lâu lão đầu bình tĩnh nói đã bị nhốt hơn 300 năm Diệp Quang vô thức nói: Ngươi làm sao không chạy trốn? Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Quang, có chút bất mãn. Ta nếu như có thể trốn, ta sẽ không trốn. Diệp Quang cười nói: Cũng đúng. Lão đầu có chút hiếu kỳ. Ngươi giết ai? Diệp Quang nói: Bà chủ hắc điếm. Cái gì? Lão đầu giật nảy cả mình, bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nói: Ngươi giết bà chủ hắc điếm? trong đại điện, nữ tử váy trắng kia cũng mở hai mắt ra liếc nhìn Diệp Quang. Diệp Quang gật đầu. Đúng vậy. Chật chật. Lão đầu giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật lớn gan, thế mà giết chết nữ nhân kia. Diệp Quang có chút hiếu kỳ. Ngươi cũng nhận biết ả. Lão đầu cười nói. Phàm là người từng tới đạo thì ai mà không biết nữ nhân lòng dạ hiểm độc kia. Ả không biết đã lừa bao nhiêu người, nhưng là bởi vì duyên cớ thế lực phía sau ả, không có người nào dám trêu chọc ả, không nghĩ tới, ả vậy mà chết ở trong tay của ngươi, đây quả thật là quả báo. Nói đến đây, lão đột nhiên nhìn về hướng Diệp Quang. Ngươi biết Kỳ gia không? Diệp Quang lắc đầu. Lão đầu cười quái dị nói. Hóa ra là không biết. Diệp Quang nhìn lão đầu một cái, không nói gì, mà lão đầu lại giống như là mở ra máy hát vậy, lại nói Ngươi biết kỳ gia đáng sợ bao nhiêu không? Diệp Quang lắc đầu. Không biết. Lão đầu cười hắc hắc. Kỳ gia này, thế nhưng là nắm giữ cường giả tiên linh trong truyền thuyết. Diệp Quang có chút hiếu kỳ. Cái gì là tiên linh? Lão đầu đột nhiên cười ha hả. Diệp Quang cau mày, lúc này, nữ tử váy trắng ở một bên đột nhiên mở miệng. Cường giả tiên linh chính là cường giả tiến vào thần đạo cảnh, hơn nữa ít nhất nắm giữ ba thành thần tính thuần túy trở lên mới có thể được xưng là tiên linh diệp quang nói khẽ thì ra là thế vào giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ ba vị thần linh bên ngoài kia không biết có được tính là thần đạo cảnh không nếu là thần đạo cảnh đối phương lại có bao nhiêu thành thần tính thuần túy diệp quang đột nhiên đứng dậy hắn đi đến cửa ra vào đại điện kia bất kể như thế nào hắn cũng không thể ngồi chờ chết phải rời khỏi nơi này Nhìn thấy Diệp Quang đi đến cửa ra vào đại điện, lão giả ở một bên đột nhiên cười khẩy nói: "Ngươi không ra được, phong ấn ở nơi đây là do vô số vị cường giả nắm giữ ít nhất năm thành thần tính thuần túy trở lên liên thủ bố trí xuống, căn bản không phải là ngươi có thể phá." Diệp Quang không nói gì, mà là mặc niệm trong lòng: "Cha già, mượn kiếm dùng một chút." Ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên giáng xuống từ trên trời, sau một khắc một thanh kiếm bỏ qua tất cả phong ấn xuất hiện ở trong tay diệp quang thanh huyền kiếm nhìn thấy một màn này sắc mặt của lão giả kia lập tức biến đổi ngươi nữ tử váy trắng cũng là bỗng nhiên ngồi dậy nàng bước nhanh đến bên cạnh diệp quang nói cần giúp một tay không diệp quang lắc đầu không cần nói xong hắn đâm ra một kiếm oanh một kiếm này đâm tới tầng rào cản vô hình trước mặt hắn trực tiếp vỡ nát diệp quang vội vàng đi ra ngoài mà nữ tử váy trắng kia nhanh mắt chân nhanh cũng là vội vàng nắm được cánh tay diệp quang đi ra ngoài theo hai người vừa đi ra tầng rào cản kia trực tiếp khôi phục bình thường nhìn thấy một màn này lão giả kia vội vàng chạy đến cửa ra vào tiểu hữu tiểu hữu diệp quang không nhìn lão giả hắn nhìn lướt qua bốn phía rất nhanh hắn phát hiện ra khí tức của ba vị thần linh sau một khắc hắn trực tiếp ngự kiếm dựng lên dết về hướng ba vị thần linh kia có thanh huyền kiếm những phong ấn kia đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì bởi vì thanh kiếm này có thể phá hết thảy nhưng mà chờ diệp quang vừa vọt tới trước mặt ba vị thần linh kia thanh huyền kiếm trong tay hắn bay thẳng đi diệp quang nhìn thấy diệp quang đột nhiên dết tới trước mặt sắc mặt của ba người mạc ách đều là biến đổi vị diệp quang này đã khôi phục tu vi làm sao có thể Ba người sau khi tỉnh hồn lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng, như lâm đại địch. Bọn hắn không nghĩ tới, vị diệp quan này vậy mà chạy ra từ bên trong đạo ngục. Tên gia hỏa này là làm thế nào chạy đến? Trong đầu ba người tràn đầy nghi vấn. Diệp quan nhìn ba người, nhưng lại trầm mặt. Thanh huyền kiếm chạy rồi. Không còn thanh huyền kiếm, những lực lượng phong ấn kia xuất hiện một lần nữa, mà lấy thực lực cá nhân của hắn bây giờ, Căn bản là không có cách chống cự những lực lượng phong ấn kia. Diệp Quang có chút đau đầu, thanh huyền kiếm này làm sao lại đột nhiên chạy? Ở một bên khác, trên một chỗ đường phố, một tiểu nữ hài đang dằn co cùng với một vị đạo binh, tiểu nữ hài này chính là Nhị Nha, trên bờ vai Nhị Nha, bên trong móng vuốt của tiểu gia hỏa màu trắng kia quơ một thanh kiếm. Mà ở trong góc một chỗ bí ẩn, một vị nam tử mặc áo trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thanh Nhi, vì sao bọn hắn có thể mượn kiếm của ta? Nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, nam tử áo trắng chân thành nói. Không cho phép chớp mắt. Nữ tử váy trắng. Nam tử áo trắng nói khẽ. Khó trách thanh huyền kiếm của ta thường xuyên bay đi, hóa ra là bị bọn hắn mượn đi. Nữ tử váy trắng nói. Liệu có khả năng hay không, kiếm này không phải của ngươi? Nam tử áo trắng. Trên đường phố diệp quang dằn co cùng với ba vị thần linh song phương ai cũng không dám động ba vị thần linh bây giờ tự nhiên là vô cùng kiên kỵ bọn hắn không nghĩ tới diệp quang không chỉ có thể chạy ra từ đạo ngục còn có thể khôi phục tu vi bọn hắn vào giờ phút này thật sự là vô cùng nổi nóng những đạo binh này là ăn phân sao còn có phong ấn ở nơi này không phải nói liền xem như cường giả cấp bậc tiên linh đi tới nơi này cũng phải tuân thủ quy tắc sao đây là nói chơi sao nhìn thấy khuôn mặt đề phòng của ba người mặt ách diệp quang đột nhiên lấy hiên viên kiếm ra tiếp đó khoa tay múa chân một cái ta đâm chết các ngươi sắc mặt của ba người lập tức biến đổi liên tiếp lui về phía sau nhìn thấy diệp quang không có đâm ba người mặc ách biết mình bị trêu đùa sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm diệp quang thì vội vàng nói trong lòng thanh huyền hắn biết bây giờ là thời điểm giết ba vị thần linh này dễ nhất lúc này cho hắn một thanh thanh huyền kiếm, mẹ nó, hắn sẽ chém giết bừa bãi. ở một con đường khác, thanh huyền kiếm bên trong móng vuốt của tiểu bạch sau khi nghe được diệp quang triệu hoáng, hơi hơi rung động. tiểu bạch trừng mắt nhìn, đập một phát lên bên trên thanh huyền kiếm, tiếp đó tiểu trảo nhanh chóng quơ múa thanh huyền kiếm. cuối cùng diệp quang vẫn là không có mượn lại tiểu bạch, mà ở phía trước nhị nha cùng với tiểu bạch đạo binh như lâm đại địch. cùng lúc đó bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều người vây xem, ánh mắt của bọn hắn đều ở trên thân tiểu bạch. Linh tổ Hơn nữa, còn là một đầu linh tổ còn sống, thực sự quá hiếm thấy. Trong mắt rất nhiều người không che giấu chút tham lam nào. Cái gì thần bảo so sánh với linh tổ này, đều cực kỳ yếu ớt. Chẳng qua, ánh mắt của nhiều người tin mắt lại đổ dồn vào trên thân nhị nha, ngay mới vừa rồi, tiểu nữ hài này tung một quyền đánh bể một người muốn ép mua linh tổ nhị nha nhìn đạo binh nàng liếm liếm mất quả nói giảng đạo lý không đạo binh do dự một lúc nói ngươi không thể giết người ở đây nhị nha cau mày nàng chỉ vào một vũng máu trên mặt đất nơi xa ta nói với gã ta không bán gã vẫn đeo bám không buông nói cái gì y đến từ cao gia nếu như ta không bán liền không thể đi ra cao gia nghe được nhị nha nói sắc mặt của đạo binh trầm xuống ở cái địa phương này mặc dù có quy củ nhưng mà quy củ không phải là tuyệt đối có đôi khi vì nhìn thấy thần vật trân quý bình thường sẽ sử dụng một chút thủ đoạn đương nhiên nếu như thực lực không đủ đá trúng thiết bản vậy thì chỉ trách tự mình xui xẻo mà người của cao gia dĩ nhiên là rất xui xẻo chẳng qua y bây giờ ngược lại có chút khó xử có bắt hay không hai tiểu gia hỏa trước mắt này xem xét cũng không phải là kẻ dễ trêu nhị nha đột nhiên ôm tiểu bạch đi về nơi xa sau khi đi hai bước nàng quay đầu nhìn về phía đạo binh ngươi lại đi theo chúng ta chúng ta sẽ cướp bóc đạo binh kể từ sau khi tiến vào nơi này nhị nha cùng với tiểu bạch cứ gọi là rất hưng phấn khắp nơi đều là bảo bối chẳng qua các nàng vẫn là lời căn dặn của an nam tỉnh không thể vô duyên vô cớ cướp đồ vật của người khác chẳng qua hai tiểu gia hỏa hiển nhiên đã có chút sắp không nhịn nổi bởi vì bảo bối thật sự là quá quá nhiều đạo binh liếc mắt nhìn nhị nha không dám tùy tiện động thủ bởi vậy chỉ có thể nhìn nhị nha cùng với tiểu bạch chậm rì rì đi về nơi qua chẳng qua rất nhiều người đều ở đây đều một mực âm thầm đi theo nhị nha cùng với tiểu bạch không có cách nào dụ hoặc của linh tổ thật sự là quá lớn đạo binh quay người rời đi việc này y phải hồi báo cho phía trên để cho người có cấp bậc cao hơn tới xử lý chuyện nơi đây Quy củ tại trấn nhỏ, đúng là người bình thường không dám phạm, nhưng mà, dám phạm chắc chắn cũng không phải là người bình thường. Mà đổi thành một con đường khác, Diệp Quang còn đang dằn co với ba người mặt ách. Bởi vì không có mượn được thanh huyền kiếm, Diệp Quang cũng không có động thủ, bởi vì không có ý nghĩa. Lúc trước hắn sở dĩ có thể giết chết bà chủ hắc điếm kia, thuần túy là bà chủ kia quá ngu, cách hắn quá gần, không có bất kỳ phòng bị gì, bằng không, hắn cũng khó có thể giết chết đối phương mà vào giờ khắc này, ba người mặt ách đối với hắn thế nhưng là phòng bị không thôi. Diệp Quang nhìn ba người mặt ách, thầm nghĩ đáng tiếc, Thanh Huyền kiếm đi muộn một chút, hắn liền có thể làm thịt ba vị thần linh này rồi. Diệp Quang không có lãng phí thời gian ở nơi này, quay người rời đi. Ba người mặt ách nhìn thấy Diệp Quang rời đi, cũng không dám động. Mặt ách sau khi trầm mặt một lúc lâu, nói Chúng ta phải rời khỏi nơi này mặc kệ diệp quang là bởi vì nguyên nhân gì mà khôi phục tu vi nhưng có thể xác định là tên gia hỏa này ở đây là có thể khôi phục tu vi thực sự quá nguy hiểm nghe được mạc ách nói hai người còn lại cũng là liên tục gật đầu nơi này quả thực không thể đợi nữa nếu như vị diệp quang kia khôi phục tu vi một lần nữa vậy bọn hắn sẽ bị tàn sát ba người nói đi là đi ngược lại diệp quang chắc chắn cũng không dám chờ lâu ở cái địa phương này dù sao Diệp Quang vừa mới giết người kỳ gia, kỳ gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngay tại lúc ba người muốn rời đi, một nam tử đột nhiên đi tới từ cách đó không xa. Ba vị chậm đã. Ba người mặt ách xoay người nhìn, nam tử trung niên đi đến trước mặt ba người, đưa mắt nhìn ba người, nói. Tại hạ là kỳ nguyên kỳ gia. Kỳ gia. Ba người mặt ách nhìn nhau một cái, không nói gì. Kỳ nguyên bình tĩnh nói. Ba vị đoán không lầm, lần này đến chính là vì thiếu niên kia." Mạc Ách cười nói, "Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, là thiếu niên tên là Diệp Quang kia giết người kỳ gia các ngươi." Nói xong, cả vội vàng chỉ vào cách đó không xa. "Hắn mới vừa chạy đi, bây giờ ngươi đuổi theo, chắc chắn còn có thể đuổi kịp." Kỳ Nguyên nhìn chằm chầm ba người. "Ta là tới tìm ba vị." Mạc Ách cau mày. Kỳ Nguyên nhàn nhạt lườm ba người. "Theo ta được biết, người kỳ gia chúng ta chính là bởi vì ba vị nhờ vả cuối cùng mới đi gây phiền phức cho thiếu niên kiếm tu kia theo lý thuyết cái chết của nàng cũng coi như ba vị gián tiếp tạo thành đương nhiên ta cũng không phải là đến tìm ba vị báo thù lấy tiền tài của người làm việc thay người là chuyện thiên kinh địa nghĩa nàng chết chỉ có thể trách thực lực của nàng không đủ đầu óc ngu xuẩn ba người mặt ách không nói gì chậm rãi đợi nói tiếp kỳ nguyên tiếp tục nói theo ta được biết ba vị là truy sát thiếu niên kia mà đến xem ra ba vị là biết lai lịch của thiếu niên kia mạc ách cười nói quả thực biết thiếu niên kia là một vị kiếm tu thiên tài tại thần nhất vũ trụ chúng ta hắn cùng với tộc nhân của chúng ta xảy ra một chút mâu thuẫn tiếp đó giết không ít tộc nhân của chúng ta bởi vậy ba người chúng ta lúc này mới đuổi giết hắn chỉ là không có nghĩ đến hắn đánh bậy đánh bạ chạy tới đạo thị cũng chính vì như thế chúng ta mới đi tìm người kỳ gia tương trợ chỉ là không có nghĩ đến vị diệp quan kia không ngờ ngoan độc như vậy dám giết người ở nơi đây nói xong cả thấp giọng thở dài hắn biết rõ nữ tử kia là người kỳ gia nhưng vẫn hạ tử thủ như cũ đây là căn bản không có để kỳ gia vào mắt kỳ nguyên liếc mắt nhìn ba người nói chỉ là một vị kiếm tu thiên tài mạc ách cười nói không phải vậy thì sao kỳ nguyên nhíu mày chỉ là một vị kiếm tu thiên tài sẽ dám giết người ở nơi đây mặc ách bình tĩnh nói nghe con mới đẻ không sợ cọp kỳ nguyên liếc mắt nhìn ba người một cái không nói gì quay người rời đi mặc ách trầm giọng nói người này đang hoài nghi lai lịch thân phận của diệp quang nói đến đây cả đột nhiên nhíu lông mày lại lai lịch thân phận của vị diệp quang này ra sao kỳ thực bọn hắn cũng quên điều tra lai lịch của diệp quang chỉ biết là dịp quan lấy được truyền thừa thượng thần, rất rõ ràng, người bình thường là không có khả năng nhận được truyền thừa thần nhất. Tiên tổ thần Linh Triệu Gia thấp giọng nói, bất kể lai lịch của hắn là gì, người này đạt được truyền thừa của lão sư, liền chính là tử địch của chúng ta, chúng ta phải nghĩ biện pháp khiến cho người này rời khỏi nơi đây. Mạc Ách nói, đi tìm thuyền bà, đi. Nói xong, ba người quay người rời đi. Ở một bên khác, kỳ nguyên đi tới một con phố một lão giả áo đen xuất hiện ở bên cạnh y cung kính nói nguyên trưởng lão kỳ nguyên lộ ra ánh mắt lạnh lùng có ra được lai lịch của thiếu niên kia lão giả áo đen lắc đầu chỉ biết là người này là đi vào từ thần nhất vũ trụ ngoài ra những thứ khác cũng không ra được kỳ nguyên nhíu chặt lông mày lão giả áo đen trầm giọng nói nguyên trưởng lão mặc kệ lai lịch của người này ra sao hắn đã dám giết người kỳ gia chúng ta, liền phải trả giá đắt bằng không, hy vọng của kỳ gia chúng ta ở chỗ này." Kỳ Nguyên bình tĩnh nói. "Không vội." Lão giả áo đen không hiểu. Kỳ Nguyên quay người nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. "Kỳ gia chúng ta có thể đừng sừng sững tại chư thế giới, ngoại trừ nắm giữ một đời lại một đời thiên tài, cũng bởi vì hai chữ, hai chữ này chính là cẩn thận." Vào trước khi không có thăm dò lai lịch chân chính của đối thủ, không nên vọng động tại một số thời khắc động thủ dễ dàng thu tay lại khó khăn nói đến đây ánh mắt của y dần dần trở nên băng lãnh còn nữa ba người kia rõ ràng chính là hy vọng chúng ta làm con tốt thí bọn hắn ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng lão giả áo đen trầm giọng nói vậy chúng ta làm sao bây giờ kỳ nguyên nói tiếp tục điều tra yên lặng theo dõi kỳ biến lão giả áo đen do dự một lúc nói nguyên trưởng lão nếu như lai lịch của thiếu niên này kinh khủng là kỳ gia chúng ta không thể trêu như vậy thù của lê tiểu thư kỳ nguyên mặt không biểu tình kỳ lê kia cũng chỉ là cộng tác viên mà kỳ gia thuê hành động của ả không có bất cứ quan hệ nào với kỳ gia chúng ta lão giả áo đen trên đường phố diệp quang bước đi rất nhanh hắn cũng không có vội vã ra ngoài bây giờ ra ngoài hắn cũng không đánh lại ba vị thần linh kia bởi vậy việc cấp bách là tăng cường thực lực của chính mình cùng với ngao thiên thiên thế là diệp quang lại đến cửa tiệm thứ hai vừa bước vào cửa tiệm lão giả trưởng quỷ kia chính là như lâm đại địch vô cùng đề phòng rõ ràng lão đã biết sự tình diệp quang giết bà chủ hắc điếm diệp quang đi đến trước mặt lão giả trưởng quỷ nói thượng cổ dẫn đạo thuật mời ra giá lão giả trưởng quỷ liếc mắt nhìn diệp quang muốn nói lại thôi diệp quang nhíu mày bà chủ hắc điếm kia đã chết, ngươi còn đang kiên kỵ cái gì? Lão giả trưởng quỷ do dự một lúc, nói. Kỳ gia này. Diệp Quang nhìn chầm chầm lão giả trưởng quỷ, cũng không nói chuyện. Lão giả trưởng quỷ bị Diệp Quang nhìn chằm chằm có chút run rẩy, lão vội vàng nói. 30 đạo tổ nguyên là được. Mặc dù không muốn trêu chọc kỳ gia, nhưng mà kẻ trước mắt này cũng không phải người lương thiện, nếu như tên gia hỏa này bạo khởi giết người một lần nữa, mình cũng không có chắc chắn có thể ngăn cản được. Nghe được lời của lão giả trưởng quỷ, Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, 30 đạo tổ nguyên chậm rãi bay tới trước mặt lão giả trưởng quỷ. Lão giả trưởng quỷ thu hồi 30 đạo tổ nguyên, sau đó lấy ra một đạo quyển trục cổ xưa đưa cho Diệp Quang. Diệp Quang thu hồi quyển trục, tiếp đó quay người rời đi, chẳng qua lúc này, lão giả trưởng quỷ đột nhiên nói. Theo ta được biết, người kỳ gia đã tới. Kỳ gia, Diệp Quang ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, Diệp Quang rời khỏi cửa tiệm, chẳng qua, trước lúc rời đi, hắn liếc mắt nhìn tên cửa tiệm. Chu gia tiểu phô. Đây chính là tên của cửa tiệm này. Nhìn thấy Diệp Quang rời đi, lão giả trưởng quỷ khẽ lắc đầu, lão sở dĩ nhắc nhở, là bởi vì lão nhìn bà chủ hắc điếm cũng không thuận mắt. Những năm gần đây, bà chủ hắc điếm ỷ vào quyền thế của kỳ gia, thế nhưng là rất bá đạo, lão bản ở trong này, Phần lớn đều từng bị ả lớn ép. Loại người này bị giết, đối với những cửa tiệm trong trấn nhỏ này mà nói, đó chính là trừ hại vì dân. Sau khi rời khỏi cửa tiệm, Diệp Quang đi tới một chỗ góc đường, hắn mở ra quyển trục màu đen kia, một luồng sáng đen đột nhiên chui vào giữa lông mày hắn, rất nhanh, vô số tin tức giống như là thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Thượng cổ dẫn đạo thuật. Tác dụng của môn Thượng cổ dẫn đạo thuật này chính là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Đơn giản một chút mà nói chính là có thể thông qua lân phiến chiến thú kia, tìm được bản thân đầu chiến thú này. Không bao lâu, Diệp Quang chính là triệt để nắm giữ môn thượng cổ dẫn đạo thuật này, tiếp đó, hắn lấy ra mảnh lân phiến chiến thú kia. Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, vận chuyển tâm pháp thượng cổ dẫn đạo thuật trong cơ thể, rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn bay ra từng sợi khí thể màu trắng, những khí thể màu trắng này tràn vào bên trong mảnh lân phiến kia, lân phiến chiến thú dần dần rung rung, cùng lúc đó trong đầu Diệp Quang đột nhiên xuất hiện một hình ảnh không biết. Một lát sau, Diệp Quang cau mày. Lúc này, Ngao Thiên Thiên ở một bên hỏi. Như thế nào? Diệp Quang trầm giọng nói. Tại Sơn Hải Giới. Ngao Thiên Thiên nói. Chúng ta phải đi Sơn Hải Giới. Diệp Quang gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, tiếp đó lôi kéo tay Ngao Thiên Thiên. Đi rất nhanh Diệp Quang lôi kéo Ngao Thiên Thiên trở về Chu Gia Tiểu phô trước đây nhìn thấy hai người Diệp Quang đi mà quay lại lão giả trưởng quỷ hơi kinh ngạc các ngươi Diệp Quang hơi hơi ôm quyền nói trưởng quỷ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện chúng ta muốn đi Sơn Hải giới làm cách nào để đi lão giả trưởng quỷ mày nhăn lại đi Sơn Hải giới Diệp Quang gật đầu đúng thế lão giả trưởng quỷ trầm giọng nói Ta không đề nghị các ngươi đi." Diệp Quang không hiểu. "Vì sao?" Lão giả trưởng quỷ khẽ lắc đầu. "Cái chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm, chớ nói ngươi, coi như là cường giả thần đạo cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi đó." Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra mảnh lân phiến chiến thú kia. "Như vậy trưởng quỷ có biết nơi nào có bán loại lân phiến này không?" Lão giả trưởng quỷ nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc lân phiến chiến thú. Diệp Quang gật đầu. Lão giả trưởng quỷ nói. Đây chính là đồ tốt, là lân phiến chiến thú tại Sơn Hải Giới. Chiến thú này, một thân chiến ý, thiên hạ vô song, yêu thú nếu như có thể thôn vệ chiến ý của nó, chiến lực sẽ đạt được tăng vọt. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quang. Thứ đồ chơi này, chỉ có Sơn Hải Giới có, ngươi nếu như muốn, chỉ có thể đi Sơn Hải Giới. Diệp Quang chân thành nói. Còn xin trưởng quỷ nói cho ta biết đi sơn hải giới như thế nào." Lão giả trưởng quỷ trầm giọng nói: "Ngươi nếu thật sự muốn đi, ta kiến nghị ngươi đi theo đoàn lính đánh thuê." Diệp Quang hơi nghi hoặc một chút. "Đoàn lính đánh thuê?" Lão giả trưởng quỷ gật đầu. "Đúng vậy, có một đoàn lính đánh thuê đang muốn đi sơn hải giới, bọn hắn đang nhận người, ngươi có khả năng đi theo đám bọn hắn vào bên trong, vận khí tốt, có lẽ có thể có được một chút lân phiến chiến thú." bởi vì đầu chiến thú kia sau mỗi lần lột lân phiến, đều sẽ có một ít người tiến vào bên trong thử thời vận. Diệp Quang hỏi, làm sao gia nhập đoàn lính đánh thuê? Lão giả trưởng quỷ nói, đi lý gia tử quán, sau khi ra ngoài rẽ phải đi qua hai con đường sẽ thấy. Diệp Quang ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Quang đi theo đường mà trưởng quỷ chỉ, sau khi băng qua hai con đường, hắn đi đến phía trước lý gia tử quán kia trong tử quán tụ tập không ít người diệp quang cùng với ngao thiên thiên vừa mới tiến vào tử quán ánh mắt của mọi người chính là rơi vào trên người bọn họ mà ở trong đám người này diệp quang nhìn thấy một người quen vương thú nhìn thấy hai người diệp quang vương thú vội vàng nên đón cười nói diệp tiểu hữu lại gặp mặt diệp quang cười nói đúng thế vương thú cười ha ha một tiếng ta liền biết đạo ngục kia không nhốt được ngươi, đến, ta mời ngươi uống rượu. Nói xong, y lôi kéo Diệp Quang ngồi xuống trên một bàn rượu. Mà bốn phía, mấy người dùng ánh mắt tò mò nhìn Diệp Quang cùng với Ngao Thiên Thiên, đối với Diệp Quang, bọn hắn cũng có nghe thấy. Tên gia hỏa này thế nhưng là người giết bà chủ hắc điếm. Trên bàn rượu, vương thú đột nhiên nói. Ngươi cũng muốn đi sơn hải giới. Diệp Quang gật đầu, sau đó hỏi, Vương huynh ngươi cũng muốn đi. Vương thú cười nói. Đúng vậy, thực không dám giấu giếm, những vật trên người của ta này đều là lấy được từ bên trong sơn hải giới, cái chỗ kia đối với chúng ta mà nói, chính là một kho bảo tàng tự nhiên, bất quá, chính là có chút nguy hiểm. Diệp quan có chút hiếu kỳ. Vương huynh, dùng thực lực của ngươi, còn thiếu tiền sao? Vương thú trợn trắng mắt. Diệp lão đệ, ngươi đang nói gì vậy, người nào không thiếu tiền? ngươi không thiếu tiền sao diệp quang gật đầu thành thật nói ta khi còn bé cuộc sống có chút vất vả nhưng khi lớn lên liền kế thừa gia nghiệp từ đó về sau ta xác thực không còn lo lắng chuyện tiền bạc vương thú cười khổ diệp lão đệ ngươi là không biết càng lên cao tiền tài lại càng trọng yếu bởi vì muốn tăng lên liền không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện ta còn hơi tốt một chút có một số tu sĩ không chỉ là nghèo bọn hắn còn phải lo lắng tuổi thọ phải biết nếu như người trong thời gian dài không có đạt được tăng lên tuổi thọ là sẽ bị tiêu hao trừ cái đó ra ngươi vẫn phải phân phối cho mình một chút trang bị dù sao trộn lẫn ở bên ngoài thực lực cũng là vô cùng trọng yếu nói đến đây y thấp giọng thở dài đặc biệt là loại tán tu như chúng ta cuộc sống cũng không phải khó khăn bình thường dĩ nhiên so sánh với những người đại thế lực kia chúng ta cũng tự do hơn so với bọn hắn một người đủ ăn cả nhà không đói bụng Diệp Quang cười nói. Vương Huynh, vậy ta và ngươi cùng đi đến Sơn Hải Giới, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Thú do dự một chút, sau đó nói. Diệp Lão Đệ, ngươi khẳng định muốn đi đến loại địa phương liếm máu trên lưỡi đao kia. Ta không phải chê ngươi cảnh giới thấp, mà là muốn nói cho ngươi, Sơn Hải Giới không phải địa phương bình thường, đi vào bên trong cũng không phải đùa giỡn, gia cảnh nhà ngươi tốt, thực sự không cần phải đi vào mạo hiểm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha